Tiến vào không gian tầng 6 này, lực lượng thần thức của tất cả mọi người bị áp chế càng rõ ràng, phương viên chưa tới trăm dặm đã không phát hiện được gì. Nơi đó có gì, Tô An Thiến có chút kỳ quái hỏi. Không rõ, thần thức bị áp chế quá mức lợi hại, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí thức đặc thù. Tóm lại, trước đi qua đó xem một chút đi, Hàn Lập trầm ngâm một lát, nói ra, giao tam nghe vậy, cùng hồ tam liếc nhau, hai người đều có vẻ do dự. Thạch đạo hiếu, dọc theo con đường này tới đây cực kỳ không thể coi thường nửa đường chết bao nhiêu người hẳn là ngươi cũng rõ ta thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động chúng ta thương nghị thật kỹ một chút tìm một con đường ổn thỏa há không tốt hơn sao lôi ngọc sách do dự một chút mở miệng nói đúng vậy a à, tòa tháp này càng lên cao càng nguy cơ tứ phía mặc dù ngươi tài cao gan lớn nhưng cũng không thể khinh địch a à. không chờ tô an thiến mở miệng cận lưu phụ họa theo tô an thiến há to miệng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng trần chờ một chút, cuối cùng lại thôi. Đa tạ hảo ý hai vị, kỳ thật chư vị muốn đi chỗ nào đều không sao. Đã đến tầng 6, mọi người đều có suy tính riêng, mỗi người vì chính mình hành động. Hàn lập ôm quyền một cái, cười nói. Nói xong, hắn định rời đi trước. Thạch đạo hiếu, ta đi cùng ngươi. Hùng Sơn một bên ngược lại lộ ra mấy phần ý cười, nói ra. Hàn lập nghe vậy, khẽ cho mày, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, trên thân lóe lên độn quang bay về hướng kia. Hùng Sơn lại không chút do so dự, trực tiếp đuổi theo. Chúng ta cũng theo thạch đạo hữu xem một chút, giao tam suy nghĩ một lát, nói ra một tiếng, liền liên kết cùng hồ tam biến thành độn quang, đuổi theo hai người hàn lập. mươi 1078 thẳng thắn, sau khi đám người hàn lập rời đi, chỗ này chỉ còn mấy người lôi ngọc sách và tô an thiến. Không biết vì sao, nhìn bóng dáng hàn lập biến mất cuối chân trời, trong lòng cận lưu có chút buông lỏng, tinh thần liên tục căng thẳng dường như được thả lỏng đôi chút đối với người này gã từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấu mặc kệ ngoài mặt biểu hiện như thế nào trong lòng gã vẫn giữ nguyên cảnh giác huynh muội lam nguyên tử đưa mắt nhìn nhau thầm thở phào nhẹ nhõm mặc dù ban đầu bọn họ phụng mệnh đuổi giết hàn lập đến hôm nay sau khi giao chiến qua một lần đã phát hiện đối thủ này còn khó đối phó hơn so với sự tưởng tượng của họ nếu như được lựa chọn bọn họ thà rằng không phải gặp đối phương bây giờ chúng ta nên đi thế nào tô an thiến nhìn mấy người còn lại mở miệng hỏi Tô tiên tử chờ một chút, lôi ngọc sách nói xong, cổ tay xoay một cái, trong tay hiện ra một cái mâm tròn bằng kim loại có vạch độ phía trên, ngoài ra còn khắc rất nhiều phù văn rất rõ nét. Gã dùng một tay nâng lên, còn tay kia bấm niệm pháp quyết, ấn lên mâm tròn. Một lát sau, phía trên mâm tròn hiện ra một chùm sáng mờ ảo, bên trong mơ hồ bay lên một ngọn lửa bằng đầu ngón tay. Nó như bị một lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, bay lệch sang một phía. Thấy vậy, đám người kể cả Tô An Thiến đều hơi ngẩn ra, ánh mắt cận lưu lại có chút sáng lên. Lôi ngọc sách nhìn theo phương hướng ngọn lửa trong chốc lát, sau đó bàn tay khẽ lật, thu hồi mâm tròn, đưa tay chỉ về hướng ngọn lửa bị lệch đi, nói ra chúng ta đi bên này. Lôi đạo hiểu, đây là vật gì vậy? Tô An Thiến nhíu mày hỏi. Lôi ngọc sách nghe vậy, sau một thoáng do dự, gã giải thích một cái tiểu pháp bảo có chút liên hệ cùng tuế nguyệt thần đăng, đi theo phương hướng nó chỉ chắc chắn không sai. Nói như vậy, vị thạch đạo hữu kia đi sai hướng rồi đúng không? Tô An Thiến nhìn thoáng qua phương hướng lôi ngọc sách muốn đi, tranh lệch khá xa so với Hàn Lập, hỏi. Còn nhớ lối dễ lúc mới ra nhập bí cảnh không? Lôi ngọc sách đổi giọng, hỏi. Ý ngươi nói là, tuy khác đường nhưng cùng đích. Tô An Thiến hỏi ngược lại, ta không biết thạch đạo hiểu đi đúng hay sai đường, có lẽ cuối cùng đều như nhau đến cùng một chỗ như chúng ta. Lôi ngọc sách gật đầu một cái, rồi nói ra như thế. Tô An Thiến nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn lôi ngọc sách, như suy nghĩ điều gì, nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm chế nữa, nếu như đã có phương hướng, chúng ta lập tức lên đường thôi. Văn Trọng mở miệng nhắc nhở, bên trong sa mạc màu vàng, ngoại trừ thần thức chịu nhiều quấy nhiễu từ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng bị áp chế không ít, làm Hàn Lập có chút không thích ứng. Hùng Sơn đạo hiếu, mặc kệ ngươi đi theo ta với mục đích gì, ta đều phải nhắc nhở ngươi một câu, không nên làm việc dư thừa, Hàn Mỗ không muốn giết ngươi thêm một lần nữa. Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang theo sát phía sau, mở miệng nói ra hàn đạo hữu xin chớ trách lần này gặp nhau thực sự cũng là vận mệnh chiêu đùa nếu không phải ngục chủ kỳ ma tử đột nhiên điều ta ra ngoài có lẽ hiện giờ nếu không phải đang làm nhiệm vụ của tiên ngục thì cũng là ta đang bế quan trong động phủ không tu luyện đến thái ất hậu kỳ tuyệt đối sẽ không đi ra hùng sơn vội vàng giải thích ồ vì sao phải đến thái ất hậu kỳ lông mày hàn lập nhíu lại hỏi lúc đầu ta nghĩ có tiên cung nâng đỡ có thể tu luyện đến thái ất hậu kỳ trước ngươi đến khi đó liền tìm ngươi giải quyết chút sự tình năm đó chẳng qua khi gặp mặt tâm tư kia đã không còn chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội nữa rồi hùng sơn bất đắc dĩ cười khổ nói trước tiên không nói chuyện khác làm như thế nào ngươi nhận biết được thân phận của ta hàn lập gắt gao nhìn chằm chằm vào hùng sơn hỏi trước đây không lâu hàn đạo hữu phải chăng đã giao thủ với ngục chủ kỳ ma tử hùng sơn hỏi ngược lại không sai nói như vậy thời điểm giao thủ lúc trước chắc hẳn hắn đã để lại trên người ta một cái ấn ký nào đó trong lòng hàn lập khẽ động hỏi hàn đạo hữu quả nhiên trí tuệ cao tuyệt ngục chủ kỳ ma tử biết hàn đạo hữu am hiểu dùng mặt nạ luân hồi điện thay đổi thân phận liền quyết định lúc giao thủ cùng ngươi sẽ để lại trên người ngươi một cái ấn ký sau này dùng để truy tìm hùng sơn gật đầu nói tốt nhất hùng đạo hữu nên nói rõ ràng rốt cuộc là loại ấn ký gì mà ngay cả ta cũng không phát hiện ra hàn lập nghi ngờ hỏi Ấn ký này không truyền ra bất cứ ba động linh lực nào cả, không thể truy tìm ở cự ly xa, chỉ lúc rất gần mới có thể thông qua một cái ấn tín nho nhỏ cảm ứng được. Hùng Sơn nói xong, lật tay lấy ra một cái ngọc quyết nhỏ như lá liễu, cung kính đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc quyết, phát hiện bên trên không có dị quang chấp động, chỉ thấy truyền ra từng trận cảm giác nóng rực, lập tức hiểu được. Nếu như đã phát hiện ra thân phận của ta, người lẽ ra phải tránh xa, vì sao còn muốn đi theo ta? Hàn Lập trực tiếp đem ngọc quyết thu vào, lại hỏi cái này thứ nhất ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ an toàn hơn một chút có thể nhận được một ít chỗ tốt mà ngươi không thèm để ý thứ hai ta nghĩ đến sau này gặp lại ngục chủ kỳ ma tử gã thấy ta đi theo bên cạnh ngươi coi như ta đã làm tròn nhiệm vụ rồi hùng sơn trần trừ một chút nói ra ngươi không sợ ta giết ngươi lần nữa hai mắt hàn lập bỗng nhíu lại nói ra ngươi cũng đã giết ta một lần rồi tất cả ân oán nên xóa bỏ lần này ta cũng không chủ động đối địch với ngươi tin tưởng các hạ ân oán rõ ràng, sẽ không làm sát kẻ vô tội. Lại nói, nếu chết trong tay người thì cũng là do ta lựa chọn, còn hơn là chết không minh bạch tại tòa tháp này. Sau lưng Hùng Sơn toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng tự chấn định nói. Vậy giờ phút này xin Hùng Sơn đạo hữu nhớ kỹ những gì ngươi đã nói, sau này nếu như phát hiện người có bất cứ hành động khác thường nào, đừng trách hàn mỗ trở mặt vô tình. Khóe miệng hàn lập nhếch lên, cười lạnh nói. Thực ra đổi lại lúc khác, hắn sẽ tuyệt đối không để hùng sơn theo sau lưng nếu đối phương vẫn cố đi theo như vậy hắn sẽ không chút do so dự giết chết tại chỗ chẳng qua là bây giờ không nắm rõ hành tung kỳ ma tử hắn tạm thời giữ lại hùng sơn xem đối phương rốt cuộc bày mưu tính kế gì hắn cũng muốn mượn chuyện này tương kế tự kế lôi kỳ ma tử ra chấm dứt hậu hoạn bây giờ hàn đạo hữu chỉ cần cử động ngón tay út cũng đủ giết chết hùng mỗ tại hạ quả quyết sẽ không làm ra hành động ngu ngốc hùng sơn vội vàng khoát tay nói trong khi đang trò chuyện hai người giao tam cũng đã đuổi kịp phía sau. Hàn huynh, người còn chưa nói rõ với chúng ta, bên này huynh phát hiện ra cái gì? Giao tam trực tiếp hỏi, đúng thế, tuy rằng bình thường lựa chọn của ngươi không sai nhưng nếu như thông báo cho chúng ta một tiếng, trong nội tâm chúng ta cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Đến lúc đó đột ngột phát sinh tình huống gì, cũng có thể phối hợp chặt chẽ với nhau. Hồ Tam cũng phụ họa trách móc, chẳng qua ta cảm ứng được một cỗ khí thức quen thuộc, lại có phần lạ lắm, cho nên muốn đi qua xem thử một chút, thật ra các người cũng không cần tới đây. Hàn lập từ chối cho ý kiến, đáp lại. mà thôi, tốt xấu gì cũng là phương hướng, có khi lại đi đúng đường cũng nên. Giao tam suy nghĩ một chút rồi nói ra. ngay sau đó, mấy người bọn họ theo sự chỉ dẫn của Hàn lập một đường bay đi. trên sa mạc hoang vắng mọi người vùn vụt lao đi, thỉnh thoảng thấy bên ven đường xuất hiện vô số xương cốt màu vàng cực lớn, bị vùi lấp trong sa mạc. tuy nhiên, mọi người chỉ dùng thần thức quét qua phía dưới sau khi không phát hiện ra cái gì đáng chú ý, lập tức không để ý nhiều nữa. Ở bên kia, ước chừng sau khi bay được hai canh giờ, nơi cuối tầm mắt Hàn Lập xuất hiện một đường nét mờ ảo, phản chiếu kim quang vàng rực, thoạt nhìn dường như là một tòa cung điện có chút hùng vĩ. Hiện giờ hắn cảm ứng được cỗ khí thức kia phát ra càng rõ ràng hơn. Hồ Tam và Giao Tam nghe thấy vậy, tinh thần đều chấn động. Mọi người bay tới gần, khi còn hơn 100 dặm rốt cuộc thấy rõ, trước mắt là một tòa đại điện to lớn được đúc từ cát vàng, khắp nơi phía trên trang trí vô số những chiếc sừng cong cực lớn màu vàng hiển nhiên là xương cốt của một loại dị thú nào đó còn sót lại trên đỉnh tòa đại điện màu vàng ở phía đằng kia hiện ra một nam tử thanh niên áo vàng đang nằm thẳng cẳng dọc theo nóc nhà dung mạo người kia có chút anh tuấn chỉ là vẻ mặt có phần lười biếng gã cầm trong tay một cái đầu lâu hình tròn màu vàng vô cùng buồn chán tung lên rồi lại đặt xuống đầu lâu lớn hơn rất nhiều so với nhân loại bình thường thoạt nhìn qua hẳn là đầu lâu của một di tộc nào đó chỉ là dường như bị chơi đùa trên tay quá nhiều, mặt ngoài đã bị mài mòn đến bóng loáng. Nam tử thanh niên lần nữa ném đầu lâu màu vàng lên, sau đó lại đưa tay đón được, khuỷu tay gã nhẹ nhàng trống lên nóc nhà, cả người bắt đầu đứng thẳng dậy. Gã nhìn về đám người hàn lập ở phía xa ngoài mấy chục dặm, đôi mắt hơi nhíu lại, không nhịn được lẻ lưỡi liếm môi một cái. Lúc này, vạt áo trước ngực gã bỗng nhiên khuấy động, một con thần lằn màu vàng lớn bằng bàn tay từ trong cổ áo bỏ ra, đứng trên đầu vai gã nhìn về xa xa bên này. Đúng là, Hàn Lập nhìn chăm chú, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hàn Huynh nhận ra người này, sao tam hỏi, nói là nhận ra cũng không sai, đây chính là vệ kim tiên tiếng tam lừng lấy. Hàn Lập gật đầu một cái, nói ra, cái gì, ta thấy khí tức trên thân người kia đã tới cảnh giới đại la, còn vệ kim tiên này thực lực không phải tu sĩ đại la bình thường có thể so sánh, lần này gặp phiền toái rồi. Hồ Tam nghe vậy, kinh ngạc nói, ai, Hàn Đạo Hiếu, sớm biết như vậy ta không đi theo ngươi thì tốt hơn. Hùng Sơn thở dài một tiếng, liên tục kêu khổ. Giao Tam không nói gì thêm, ánh mắt hơi chấp động, dường như trong lòng đang tính toán ứng phó với cục diện trước mặt như thế nào. Không chờ Hàn Lập nói gì, thân hình nam tử thanh niên kia đã lóe lên, đã đi được ngoài mấy trăm trượt, lơ lửng trên không, có chút hứng thú nhìn lên nhìn xuống mấy người bọn họ. Đám người Hàn Lập vẻ mặt đều hết sức căng thẳng, cẩn thận phòng bị. Các ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không giết các ngươi ngay đâu. Nam tử thanh niên bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Dứt lời, hắn lấy con thần lằn màu vàng ra khỏi vai, cầm trong tay nâng lên cao, lại nói tiếp: Cuộc sống bị giam cầm trong lao tù thật không thú vị chút nào, gần trăm vạn năm nay cũng chỉ có con kim mông tích này đi theo ta. Nếu các ngươi đã đến đây, ngược lại vừa vặn lưu lại giúp ta tiêu khiển." Vừa nói dứt câu, gã tiện thể ném con thần lằn trên tay đi, một tiếng xé gió lập tức vang lên chỉ thấy con kim mông tích kia như một cái con thoi màu vàng bay vụt ra thẳng đến mặt dao tam cũng không thấy dao tam có động tính gì trước người tự động sáng lên một mảnh hào quang đỏ sậm tạo ra một màn sáng vô hình con kim mông tích kia tức khắc đâm vào màn sáng giống như một mũi tên nhọn bắn vào đâm thẳng vào màn sáng tạo thành một vết lõm thật sâu cách nghi tâm dao tam không quá ba tắc nhưng ngay sau đó trên màn sáng chỉ thấy chỗ vừa bị chấn động sinh ra một vệt nước lăn tăn gợn sóng bỗng nhiên phản chấn về phía trước lập tức một đoàn sáng đỏ sậm nảy lên, trực tiếp đẩy ngược con kim mông tích kia bắn ra. Đúng lúc này, chợt nghe Hàn Lập kêu to một tiếng, coi chừng. Trường 1079, một lời đã định. Giao Tam nghe vậy, vô thức lui về sau một bước, liền cảm giác đầu vai bị người nắm lấy, thân thể bị nhấc bổng lên, bay ngược ra sau. Kim mông tích vừa mới bắn ra kia, thân thể bỗng nhiên cấp tốc phồng lên, toàn thân tăng vọt kim quang, bùm một tiếng, nổ tung ra, chỉ thấy một đoàn kim quang từ trong vụ nổ tỏa ra, tiếp theo cấp tốc khuếch trương, hóa thành một vòng xoáy kim quang to lớn vô cùng quét ra, trong đó tiếng thét đại tác, bên trong thình lình cuốn theo đạo đạo quang nhận màu vàng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, trong những quang nhận màu vàng kia, lại còn ẩn chứa nồng đậm lực lượng kim thuộc tính pháp tắc, trong nháy mắt cắt chém bốn phía hư không thành mảnh nhỏ. Sau khi ném dao tam ra đằng sau, Hàn Lập lách mình tiến về phía trước, trong cơ thể công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết và thiên sát chấn ngục công đồng thời vận chuyển, toàn thân trên dưới lưu chuyển quang mang tinh thần, một thân khí kình ngưng ở một quyền, đập mạnh về phía trước. Trên nắm tay hắn lưu chuyển một tầng hào quang màu vàng, một đạo kim quang quyền ảnh hơi mở bắn ra, đập ầm ầm lên vòng xoáy kim quang. Ầm một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy kim quang nổ tung, vô số quang nhận màu vàng ở bên trong đang xoay tròn văng ra bốn phương tám hướng. Hư không khuấy động không thôi, khí kình lưu lại trong không khí còn chưa tiêu tán thì tên thanh niên nam tử kia đã phi thân xuống, đánh tới phía Hàn Lập trong lòng hàn lập không khỏi thầm thở dài một tiếng quả nhiên là nhất mạch phê kim tiên đều giống nhau giống y đúc kim đồng chỉ một lời không hợp liền muốn đánh đến sống chết hàn lập đối mặt với phệ kim tiên cũng không dám chủ quan chút nào chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển thân hình đột nhiên mơ hồ một cái rút lui về phía sau một chút thời gian pháp tắc thanh niên nam tử chụp hụt khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vẻ khó chịu tự lẩm bẩm vừa dứt lời trên thân gã liền mở ra một gợn sóng màu vàng ngay sau đó cả người trở nên hư ảo, ngoài thân lờ mở hiện ra liên tiếp hư ảnh. Hàn lập cảm thấy hoa mắt, thanh niên nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một trường thò ra, năm ngón tay biến thành chảo chụp đến cổ họng hắn. Lần này tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả hàn lập muốn tránh cũng không kịp. Lúc này, một tiếng quát từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó một đạo kiếm quang từ bên trái bỗng nhiên bắn đến, thẳng đến đầu lâu thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thấy thế, chỉ cười nhạo một tiếng, không có ý né tránh chút nào, vẫn như cố chụp vào hàn lập keng một tiếng rợi minh kiếm quang sắc bén nhìn như thế không thể đỡ nhưng chạm lên thân nam tử chỉ lóe lên quang mang liền tự băng liệt tiêu tán ngay cả kim bảo trên thân cũng không bị ảnh hưởng nửa phần mắt thấy đầu ngón tay nam tử sắp chạm đến hầu kết hàn lập một vệt kim quang đột nhiên từ sau lưng hàn lập bắn ra chỉ thấy một bảo luân màu vàng lơ lửng ra ở trong hư không xoay tròn không ngừng phía trên tỏa ra đạo đạo tia sáng mài vàng trói mắt chiếu rọi bốn phương tám hướng trong nháy mắt thanh niên nam tử cảm giác thời gian chảy xuôi bị đông cứng lại, cả người ngưng kết giữa không chung. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, chỉ về phía trước một cái. Vèo vèo vèo, chỉ nghe liên tiếp tiếng xé gió không ngừng vang lên, trong hư không bên người thanh quang chấp liên tục, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhao nhau nổi lên, ở giữa không chung xẹt qua đạo đạo vết kiếm vô hình, bắn về phía thanh niên nam tử. ầm ầm trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lóe lên kim mang, một cỗ lôi điện màu vàng đậm từ đó tuôn trào ra, như 36 con lôi dao từ bốn phương tám hướng bắn đến, chia ra bắn về phía chỗ yếu hại của thanh niên nam tử. Nương theo liên tiếp thanh âm tranh minh vang lên, lôi điện màu vàng cuồng bạo từ trên thân thanh trúc phong vân kiếm tuôn trào ra, trong nháy mắt bao phủ thanh niên nam tử kia vào, tạo ra một lôi cầu kim quang. Ầm ầm, trong lôi cầu kim quang không ngừng vang lên tiếng oanh minh, lôi điện cuồng thiểm, khiến cho hư không chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức khét lẹt. Nhưng mà sau một hồi lâu, lôi điện thu lại, quang mang tán đi, thanh niên nam tử ở trong đó vẫn bộ dạng như cũ, ngoại trừ kim bào trên thân có chút vết cháy, cũng không có dị dạng gì khác. Lông mày hàn lập hơi nhíu lên, tay bấm kiếm quyết. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bay vụt vào không trung, kiếm quang liên kết với nhau, kiếm ảnh trùng điệp, liền hợp thành một thanh phi kiếm. Chỉ thấy tay hắn bấm pháp quyết, trên chuôi thanh trúc phong vân kiếm vừa được hợp nhất kia lập tức đại phóng quang mang, tia điện tuôn ra. Trên không trung của sa mạc lập tức gió nổi mây phun, trong một cái lôi trụ màu vàng to bằng vại nước như có vàng lỏng cuồn cuộn từ trên không trung bỗng nhiên rội xuống trùng điệp đánh vào trên thân thanh niên nam tử ầm um, lại một tiếng nổ rung khắp thiên địa vang lên thanh niên nam tử bị lôi trụ màu vàng đột nhiên đánh trúng cả người lập tức trầm xuống phía dưới lập tức bị lôi điện màu vàng ngưng thực như nước kia nuốt sống vào trong sa mạc phảng phất trống rỗng sinh ra một tòa lôi trì màu vàng bên trong lôi dịch màu vàng cuồn cuộn thanh thế to lớn tới cực điểm Bọn người giao tam đã thối lui ra xa thấy cảnh này, thần sắc cũng đều nhao nhao biến đổi. Không so được a, à, người so với người, thật sự là tức điên. Thần sắc hùng sơn phức tạp nhất, nhịn không được thở dài nói. Sau một lát, lôi quang co lại, điện quang thu lại, lôi chỉ màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Đám người liền nhìn thấy mũi của chuôi thanh trúc phong vân kiếm kia đính trên đỉnh đầu thanh niên nam tử, nhưng chỉ đâm vào sợi tóc của gã, cũng không làm bị thương nhục thân. Phệ kim tiên cấp bậc đại la, nhục thân cường hãn, quả thực không thể tưởng tượng. Hắc hắc, còn có chiêu gì lợi hại không? Nếu không, ta phải xuất thủ rồi. Lúc này, thanh niên nam tử bị tia sáng chân ngôn bảo luân giam cầm, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, trên thân gã dập dờn kim quang, lại có tầng tầng gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên, từ đó truyền ra trận trận ba động pháp tắc đặc thù của bản thân, xông đến chống lại tia sáng màu vàng trên chân ngôn bảo luân, đúng là bước lui chúng đi một chút. Hàn lập thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị trước đó thông qua luyện hóa tổ trùng hắn đã ngưng luyện ra rất nhiều sợi tơ thời gian pháp tắc bây giờ thể nội ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực đã hơn xa lúc trước vốn tưởng rằng dù chưa hẳn có thể chống được thời gian pháp tắc chi lực của kỳ ma tử nhưng ít ra có thể khiến những tu sĩ đại la bình thường khác không thể hoạt động nhưng bây giờ loại lực lượng pháp tắc trình độ này vậy mà không cách nào hoàn toàn giam cầm được vệ kim tiên cấp bậc đại la này ý cười trên mặt thanh niên nam tử vừa thu lại phía sau lưng thình lình hiện ra hai cánh lông vũ gần như trong suốt nương theo một trận thanh âm ong ong nhỏ vang lên, cánh lông vỗ sau lưng gã cấp tốc vỗ mạnh, phía trên có đạo đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt không ngừng chấp động, bắt đầu nhanh chóng trùng kích lên tia sáng màu vàng của chân ngôn bảo luân tỏa ra. Theo quang mang màu vàng nhạt kia càng ngày càng thịnh, trên đó truyền ra ba động lực lượng pháp tắc ngày càng rõ ràng, bước lui tia sáng chân ngôn bảo luân, không gian cũng càng lúc càng lớn. Bên trong vùng không gian này, thanh niên nam tử đã có thể tự do hoạt động. Đầu tiên gã đưa tay phủi phủi vết cháy trên kim bào, lại xoa xoa chỗ đỉnh đầu bị mũi kiếm đâm vào, thần sắc hờ hững nhìn về phía Hàn Lập, giơ lên một bàn tay, nắm thành một quyền. Nhưng mà, chỉ một động tác đơn giản như thế, trên thân gã lại bộc phát một cỗ khí thế làm cho người kinh hãi. Chỉ thấy quanh thân gã đại phóng kim quang, phía sau có một hư ảnh phệ kim trùng to lớn hiển hiện, ở trong tuôn ra ba động lực lượng phát tắc, trong nháy mắt bước lui mảng lớn tia sáng màu vàng. Không tốt, cẩn thận, trong lòng giao tam giật mình, đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hàn Lập giơ tay cản lại. Nàng hơi nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hàn Lập, đã thấy quang mang trên thân hắn thu vào, rồi hắn đột nhiên thu chân ngôn bảo luân vào thể nội. Hàn Huynh, người muốn làm gì? Hồ Tam nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Không chỉ y, ngay cả thanh niên nam tử kia thấy thế, cũng có chút mơ hồ khó hiểu, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Vị bằng hữu vệ kim tiên này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi, sao lúc này Hàn Huynh lại định lôi kéo làm quen, việc này có tác dụng gì chứ? Hồ Tam thấy thế, nhịn không được cười lên nói. Giao Tam chỉ khe khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Thanh niên nam tử nghe vậy, chỉ khẽ trao mày, không trả lời. Hàn Lập thấy thế, không hề nóng giận, tiếp tục nói ta xem các hạ cũng giống như những tồn tại khác trong mấy tầng tháp trước đó, đều là bị thái tuế tiên tôn cầm tù ở đây, cho nên cần gì phải đối địch cùng chúng ta. Ha ha, ha ha, thanh niên nam tử nghe vậy, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trong đời, cười sang sảng không thôi. Chỉ cần các hạ không làm khó chúng ta, hàn mỗ có thể hứa hẹn, sẽ nghĩ cách giải trừ phong cấm nơi đây, mang người rời khỏi tòa ngục giam này. Các hạ nghĩ thế nào? Thần sắc hàn lập không đổi, hỏi. Ngay cả ta cũng không chiến thắng được, ra hỏa nhà ngươi nói còn dám nói khoác thả ta ra khỏi tòa tháp mà không biết ngượng. Ngươi có biết trong tầng thứ bảy giam giữ dạng quái vật gì không? Ngươi cho rằng ta thả các ngươi qua, các ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Tiêu khiển khó được này, ta cũng không muốn không công tặng cho lão giả điên kia. Thanh niên nam tử rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói ra. Nếu có thể thuyết phục các hạ, tại hạ tự nhiên có biện pháp ứng đối người ở tầng 7. Hiện tại chỉ là xem các hạ có đồng ý hay không thôi thần sắc hàn lập lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Thanh niên nam tử thấy hắn có bộ dáng tính toán trước kỹ càng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ do dự. Nếu có thể ra ngoài, ai lại nguyện ý canh giữ tại tòa tuế nguyệt tháp chó má này chứ? Mấy trăm vạn năm qua, bởi vì khốn thủ nơi đây, thực sự không có chuyện để làm, gã đã đổ sát những dị thú dị tộc cũng bị cầm tù ở đây hầu như không còn, thậm chí còn mài tất cả xương cốt chúng thành kim phấn, mới tạo ra mảnh đại mạc cát vàng này. Đáng tiếc ngay từ đầu không thu tay, giết thực sự quá nhiều, cuối cùng chỉ còn lại con kim mông tích kia. Rời đi tất nhiên là muốn, chẳng qua là người trước mắt này thật có năng lực mang chính mình rời đi sao. Đáp ứng ngươi, cũng không phải không được, chỉ là ngươi làm như thế nào để chứng minh ngươi sẽ không chết trên tay lão giả điên kia, như thế mới chứng minh ngươi có năng lực cứu ta ra tháp, không bằng ngươi không được tránh né, thành thành thật thật tiếp ta một quyền, như thế nào? Thanh niên nam tử xoay chuyển ánh mắt, hỏi, bọn người giao tam nghe vậy, lông mày đều nhăn lại, đang muốn mở miệng ngăn cản, chợt nghe Hàn Lập thản nhiên nói ra, một lời đã định. Chương 1080, một quyền ước hẹn. Hàn huynh một khích toàn lực của phệ kim tiên cấp đại la không phải trò đùa ta biết ngươi có bản lĩnh nhưng cũng không nên bất cẩn như vậy sao tam truyền âm nói với hàn lập hàn huynh hắn chỉ nói ngươi không tránh không né chính diện ninh đón nhưng lại không nói không được phép sử dụng pháp bảo tiên khí ta có thể cho ngươi mượn tạm thiên hồ hóa huyết đao dùng đao này đón một quyền của hắn hẳn là có thể nhiều thêm mấy phần thắng hồ tam cũng truyền âm nói đa tạ hảo ý chư vị hàn mỗ đã tự cân nhắc hàn lập cười cười đồng thời trả lời. Giao Tam và Hồ Tam nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc không hiểu, nhưng đều không tiếp tục khuyên can nữa. Nếu người có pháp bảo bảo mệnh hay thứ gì đó, tốt nhất có bao nhiêu mặc bấy nhiêu đi, chỉ cần không né tránh, chuẩn bị cái gì cũng được, một quyền này của ta sẽ không nương tay đâu. Thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Không cần, Hàn Lập lắc đầu nói ra, nói xong, hắn nhìn về phía mấy người giao tam, truyền âm nhắc nhở bọn họ tạm thời tránh xa một chút. Mấy người sau khi nghe xong, liền nhao nhao tránh ra xa hơn 10 dặm, nhìn sang phía bên này. Hàn huynh rốt cuộc muốn làm gì, hắn thật có thể đón đỡ một khích toàn lực của phệ kim tiên sao? Hồ Tam nghi ngờ hỏi, cái này, ta cũng không rõ, chỉ là theo ta biết về hắn, xưa nay hắn sẽ không đánh trận nếu không nắm chắc. Nếu hắn đã đáp ứng, chúng ta cứ chờ một chút xem. Giao Tam lắc đầu, nói ra, Hùng Sơn không nói gì, ngược lại trong ba người thì gã lại là người yên tâm nhất gã thậm chí còn cảm thấy, về kim tiên cấp đại la này, hơn phân nửa sẽ bị hố vào tay Hàn Lập. Hàn Lập thấy ba người bọn họ rời xa, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, ngoài thân khuếch tán ra một màn sáng hình tròn, bao phủ phương viên hơn nghìn trường. Thời gian linh vực, làm sao vậy, muốn dựa vào thời gian pháp tắc ngăn cản công kích của ta. Lông mày thanh niên nam tử nhíu lại, nói ra, các hạ có thể ra chiêu. Hàn Lập không trả lời, thần sắc bình tĩnh nói. Nói xong, hắn bước về sau một bước, bày ra một quyền nghinh đón, tiên linh lực trong cơ thể như nước lũ tràn về, đồng thời vận chuyển cả thiên sát chấn ngục công và đại ngũ hành huyễn thế quyết. Có chút ý tứ, thanh niên nam tử thấy thế, khẽ trao mày, hưng phấn nói. Tiếng nói của gã vừa dứt, quanh thân bỗng nhiên đại phóng kim quang, áo bào trên thân không gió tự bay, vạt áo trước người cũng bay phất phới. Ở dưới chân, từng vòng từng vòng sáng màu vàng không ngừng khuếch trương ra, như gợn nước trên hồ dập dần, thẳng tới mấy trăm dặm. Tóc tốc, tốc mảng lớn sa mạc bị nguồn lực lượng này trùng kích vào, cát bụi màu vàng nhảy lên không thôi, tựa như chim sẻ vui mừng nhảy nhót tung tăng. Bọn người giao tam cảm nhận được nguồn lực lượng này, đều nhao nhao biến sắc, xa xa nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hàn Lập gần với thanh niên nam tử nhất, tự nhiên cảm thụ sâu sắc nhất, mặc dù trong lòng của hắn chấn động nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tiên linh lực phát động càng thêm mãnh liệt. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này, thanh niên nam tử nhíu mày lại, cười hỏi. Trong lúc nói, gã cũng lùi về sau một bước, thu lại nắm đấm bên hông, bắt đầu tụ lực. Hàn Lập vẫn không nói, chỉ là trên thân cũng đồng thời đại phóng kim quang. Ở sau lưng hắn, một bảo luân màu vàng xoay tròn xuất hiện, mặt ngoài đạo văn sáng rõ quang mang, bay ra đằng sau cùng tương hợp với linh vực bốn phía, khiến cho bảo luân lượn vòng lên không, như ánh trăng chiếu xuống, phóng xuất ra đạo đạo tia sáng nhu hòa, dọi khắp bốn phía. Theo sau, huyễn thần xa lạp lan tràn đầy đất, Dung hợp cùng cát vàng trên mặt đất, cơ hồ không cách nào phân tách ra, trên đó lưu chuyển quang mang, khiến cho mặt đất bốn phía phát sinh biến hóa, một dãy núi kéo dài mọc lên. Tiếp theo, đông ất thần mộc như gặp mùa xuân mà sinh trưởng, hóa thành cánh rừng cổ xưa rậm rạp, mọc khắp núi rừng. Quang âm chi thủy phảng phất từ trên trời rơi xuống, hóa thành một dòng sông uốn lượn, chảy xuôi ở trong núi rừng. Một bó kim sắc hỏa bả vang ra vô số hỏa điểm màu vàng, bay ngược vào không trung, như những ngôi sao dày đặc, rải khắp bầu trời đêm đây là mắt thấy dị cảnh như vậy xuất hiện thần sắc thanh niên nam tử cũng hơi đổi bất quá gã cũng không phải là kỳ ma tử không biết sự huyền diệu của đại ngũ hành nguyễn thế quyết chẳng qua cảm thấy mới lạ chưa phát giác được trạng thái của mình ngay lúc này đang phát sinh biến hóa quỷ dị hắc hắc làm ra những hư ảnh cổ quái này đối với ta có ích gì chứ mặc dù cảm giác tốc độ thời gian bốn phía trôi qua trở nên càng chậm chạp bản thân hành động cũng bị hạn chế nhưng thanh niên nam tử vẫn kiêu ngạo như cũ trong lúc nói chuyện kim quang bên ngoài thân gã đã sáng đến cực điểm lực lượng đã tụ thành toàn thân trên dưới đại phóng phong lôi đúng lúc này chỉ thấy bước chân lui sau của gã thu lại một quyền nện về phía trước ầm ầm trong hư không tiếng oanh minh đại tác một đạo quyền ảnh màu vàng to lớn bỗng nhiên bắn ra vậy mà không bị thời gian pháp tắc chi lực không trói buộc chút nào ở trong hư không trùng điệp trồng lên cuốn thẳng đến hàn lập chỉ trong nháy mắt quyền ảnh bay ra thần sắc thanh niên nam tử đột nhiên biến đổi gã phát hiện uy lực của một quyền này thình lình yếu hơn rất nhiều so với gã dự đoán. Ngay sau đó, thân sắc của gã đại biến, rốt cuộc phát hiện ra trên người mình xảy ra chuyện gì đó. Lúc này Hàn Lập ở phía xa cũng không hề dễ dàng, thời gian tinh ti trước đó ngưng luyện ra, giờ phút này đã tiêu hao đi hơn phân nửa uy năng, điều này không khỏi làm hắn đau lòng không thôi, vội vàng thu hồi các loại dị cảnh của đại ngũ hành Nguyễn Thế Quyết. Cảnh tượng kỳ dị bốn phía giảm đi, tốc độ quyền ảnh bay tới kia lập tức tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước người Hàn Lập bất quá cũng may hắn đã sớm chuẩn bị thể nội vận chuyển thiên sát trấn ngục công đã kích phát tới cực điểm cũng đánh ra một quyền về phía quyền ảnh màu vàng kia một quyền này cũng không điều động tiên linh lực đã tiêu hao không ít trước đó mà là tụ một thân tinh thần chi lực trên đầu quyền đánh ra bỗng nhiên bộc phát chỉ nghe ầm một tiếng nổ đùng quyền ảnh màu vàng cơ hồ giáng xuống nắm đấm hàn lập mà trong nháy mắt nắm đấm của hắn cũng tỏa ra một mảng bạch quang sáng như tuyết như bạo tuyết ập xuống rồi nổ tung như vầng kiêu dương chỉ thấy kim quang đầy trời cùng bạch quang va chạm, đồng thời bộc phát ra, ở trong dâng lên một dòng xoáy hỗn loạn không gì sánh được, quét về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt quấy thiên địa hư không trong vòng trăm dặm đến hỗn loạn. Phía trên đại địa, mấy trăm đạo vòi rồng hỗn loạn cuốn lên cát vàng, bên trên tiếp với màn trời, bên dưới chạm xuống sa mạc, như yêu long bay lên, không tàn phá bừa bãi, phát ra trận trận tiếng oanh minh kinh khủng. Cả người Hàn Lập bị một cỗ cự lực nện trực tiếp khảm sâu xuống dưới lớp cát vàng mấy trăm trượng, xương cốt toàn thân kêu đông đốp, bắp thịt cả người đau nhức vô cùng. Trong đôi mắt của hắn dạng dỡ quang mang, hai tay chấn động, trùng điệp vỗ xuống phía dưới, cả người từ trong cắt chảy bỗng nhiên sông ra, trực tiếp đụng nát mấy chục đạo vòi rồng cắt vàng, lơ lửng trước người thanh niên nam tử. Sau một lát, tất cả thanh thế mới dần dần thu lại, nhưng toàn bộ sa mạc vẫn như cú cắt bụi đầy trời, nhìn không thấy rõ. Ta đã tiếp các hạ một quyền, như thế nào? Hàn lập nén một ngụm máu tụ trong lồng ngực, mở miệng hỏi làm sao có thể linh vực vừa rồi của ngươi thanh niên nam tử nhìn nắm đấm của mình một chút thần sắc cổ quái nói trạng thái tu vi của ngươi tạm thời lùi lại mấy trăm vạn năm mà thôi sau đó sẽ dần dần khôi phục hàn lập từ tốn nói tuy hắn nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy nhưng thanh niên nam tử nghe được vẫn cảm thấy kinh hãi quả nhiên một quyền của mình vừa rồi đánh ra sau đó phát hiện uy lực quyền ảnh không đủ cũng không phải là ảo giác như miệng tên nhân loại này vừa nói tu vi của mình quả nhiên bị cưỡng chế lùi lại rất nhiều. Người đã bình yên vô sự tiếp ta một quyền, vậy sự tình ta đã nói, tự nhiên sẽ giữ lời. Ta sẽ không ngăn cản các người thăm dò, thậm chí có thể mang người tiến đến tầng 7. Về phần ngươi, cũng phải mang ta ra tháp, thanh niên nam tử nói ra, nếu lúc trước các hạ không đánh ra một quyền này, trực tiếp đáp ứng đề nghị của ta, đích thật có thể như vậy. Nhưng vì một quyền của các hạ, điều kiện sẽ phải thay đổi chút ít. Hàn Lập bỗng nhiên cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Người đây là ý gì, muốn đổi ý sao? Thanh niên nam tử cao mày nói, đổi ý thì không đến nỗi, điều kiện đáp ứng mang ngươi rời khỏi tuế nguyệt tháp không thay đổi, chỉ là còn cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Hàn lập nói ra, chuyện gì, thanh niên nam tử nhẫn nại, áp chế hỏa khí, hỏi. Lần này cùng vào tuế nguyệt tháp còn có một tu sĩ đại la là sinh tử đại địch của ta, ta muốn ngươi giúp ta đối phó hắn. Đương nhiên, việc này cũng không nhất định phải làm, chỉ cần hắn không chủ động tìm tới cửa, người có thể không cần ra tay. Chờ sau khi ra khỏi tuế nguyệt tháp, người sẽ tự do, cũng không cần làm việc này nữa. Hàn lập thấy đám người giao tam đang chạy tới bên này, chuyển thành truyền âm nói ra. Chỉ có như vậy, thanh niên nam tử hơi trần chờ nói. Chỉ như vậy thôi, hàn lập nhẹ gật đầu, nói ra. Trong khi nói chuyện, đám người giao tam đã đáp xuống, nhìn một màn trước mắt này, thần sắc đều có chút cổ quái. Trước đó hàn lập sử dụng đại ngũ hành huyễn thế quyết, bọn họ đã nhận ra thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm, nhưng cũng không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá xem tình huống trước mắt, cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngoài ra còn có một việc có thể nói cho các hạ, lúc tại hạ qua lại các đại tiên vực, từng gặp hai phệ kim tiên cảnh giới thái ất, ta đoán hẳn là cùng loại với đạo hiếu. Các hạ nhìn thấy nơi nào, Hàn Lập vừa nói một nửa, liền bị thanh niên nam tử cắt ngang. Tại Bắc Hàn tiên vực và Kim Nguyên tiên vực, một tên là bé con nho nhỏ, một tên là nữ tử ngoan lệ hàn lập thuận miệng nói nếu các hạ có thể dẫn ta tìm tới bọn hắn sau này ra khỏi tuế nguyệt tháp ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn nếu người trong miệng ngươi tìm tới cửa ta cũng có thể toàn lực hành động giúp ngươi giết chết hắn thanh niên nam tử trầm ngâm một lát đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc truyền âm nói vậy một lời đã định hàn lập cười nói lúc trước trong lời nói hắn có thật có giả cũng không tin tưởng trông cậy vào thanh niên nam tử trước mắt cho nên lúc trước hữu ý vô ý hắn từng kích phát qua liên hệ thần hồn giữa hắn và Kim Đồng. Thanh niên nam tử sau này phát giác ra, đương nhiên sẽ không đi quản lời nói Hàn Lập thật giả. Hai người nói chuyện trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Hàn Lập có ý nghĩ mang gã đến cho Kim Đồng thôn phệ. Thanh niên nam tử thì chẳng hề tìm hiểu nguồn gốc, việc thôn phệ Kim Đồng đã chiếm hết suy nghĩ của gã. Hiện tại các hạ có thể nói cho ta biết, nên xưng hô như thế nào a? À? Hàn Lập cười nói, khúc lân, thanh niên nam tử đáp, tại hạ Hàn Lập, Hàn Lập ôm quyền, nói ra, Hàn Đạo Hiếu, nếu hiệp nghị đã thành, việc này chúng ta không nên chậm trễ, ta lập tức dẫn người đi đến hướng tầng 7. Khúc lân có chút vội vàng nói, không vội không vội, để ta điều tức một chút, Hàn Lập khoát tay, nói ra, lúc trước một kích của Khúc lân, uy lực tự nhiên to lớn, Hàn Lập có thể đỡ được đã không hề dễ dàng, trên thân làm sao lại không có nửa điểm bị thương. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó nhắm mắt điều tức. chương 1081, xả thân cứu giúp. Phía bên kia sa mạc màu vàng, trên cồn cắt phía trước một cổng vòm bằng đá màu nâu đỏ đột một xuất hiện một nhóm người đang tụ tập vây quanh, đúng là sáu người lôi ngọc sách. Bên trên cổng vòm phía đó có khắc họa rõ nét một vòng tròn dày đặc phù văn, trong đó bảy tám cái đang lóe lên quang mang màu vàng. Bên trong cổng vòm được bao phủ bởi một màn sáng màu đỏ sậm, còn có chín sợi xiềng xích màu ám kim răng đầy, cuốn chặt bên trên. Nếu quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra trên 9 sợi xiềng xích màu ám kim đều khắc họa rõ nét phù văn dày đặc như vải cá, truyền ra lực lượng trói buộc thập phần cường đại. Lôi đạo hiếu, thế nào? Suốt cuộc ngươi có thể phá bỏ cửu long tỏa thần cấm trận này hay không? Cận lưu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lôi ngọc sách, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, dò hỏi. Lôi ngọc sách không trả lời ngay, mà thì thầm trò chuyện vài câu với văn trọng, sau đó nói ra cửu long tỏa thần cấm trận này đã bị người ta cải biến, muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng như vậy, phải mất chút thời gian. Không biết cần bao lâu, đôi mi thanh tú của Tô An Thiến cao lại, hỏi. Cấm trận này vốn phức tạp, chỉ cần cải biến qua loa một sợi long lân tác thì phương pháp phá giải sẽ phức tạp hơn gấp đôi. Cấm chế nơi đây ít nhất đã bị cải biến từ bốn sợi trở lên. Đại khái cần 2 đến 3 ngày mới có thể mở ra. Sau một lát suy nghĩ, lôi ngọc sách mở miệng nói ra, hai đến ba ngày, lâu quá, cận lưu kêu lên, nếu cận đạo hữu có cách khác phá trận, có thể tự mình động thủ. Vạn trọng cảm thấy không vui, chừng mắt nói, cận lưu nghe vậy cứng học, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trên phương diện pháp trận, thiên phú của gã thật ra rất bình thường, nếu không lúc trước sẽ không ngộ nhận tinh cung đối chỉ cấm trận thành âm dương bế tỏa trận, lúc này dĩ nhiên không thể phá giải cửu long tỏa thần cấm trận. Huynh muội Lam Nguyên Tử nhìn nhau một cái, lần lượt lắc đầu, hai người cũng không biết cách phá trận đều im lặng không nói lôi ngọc sách nước mắt nhìn cận lưu rồi nhìn tô an thiến vẻ mặt có chút thư thả nói ra mà thôi ta có một cách tạm thời có thể thử một lần chỉ là có thể thành công hay không thì ta không nắm chắc được mấy phần nếu như đã có cách đương nhiên là muốn thử một lần cứ tiếp tục chậm trễ như vậy cũng không phải là biện pháp cận lưu nghe vậy nhướng mày lập tức nói ngươi nói nhẹ nhàng vậy tuy lôi sư huynh nói thế nhưng là cách cưỡng ép phá trận nếu có chút không cẩn thận sẽ tổn thương đến bản thân, sao có thể tùy tiện làm thử. Văn Trọng nghe vậy, lửa giận tăng thêm vài phần, trách mắng. Sau khi Tô An Thiến nghe xong, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía lôi ngọc sách, ánh mắt nảy sinh chút biến hóa. Nói như vậy, cũng chỉ có thể đợi, cận lưu sờ cầm, nhíu mày nói, lôi đạo hiếu, nếu như quá mạo hiểm, chờ thêm một hai ngày cũng không sao. Tô An Thiến nói với lôi ngọc sách, Tô Tiên Tử yên tâm, có thể thử một lần. Lôi ngọc sách nghe xong lời ấy, đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt văn trọng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mồm há hốc, vốn định khuyên can lôi ngọc sách, nhưng gã biết có khuyên can chắc chắn vô dụng, liền ngậm miệng không nói. Muốn nhanh chóng phá vỡ cấm trận này, chỉ có thể lấy trận phá trận, dùng lục hợp tích giã trận cường ép chống đỡ cửu long tỏa thần trận để tạm thời mở ra một thông đạo, vì vậy cần chư vị tương trợ. Sau một lúc suy nghĩ, lôi ngọc sách nói, ta cũng hiểu biết đôi chút về lục hợp tích giã trận, trận này đẳng cấp khác xa cửu long tỏa thần trận, Sao có thể đủ sức chống đỡ được cấm trận, thiết lập một thông đạo vững chắc được. Cận Lưu nghe xong, nhíu mày nói, chỉ bằng trận này đương nhiên không được, ta sẽ lấy Cửu Long Châu làm trụ cột của trận, sau khi đại trận vận chuyển, cần các vị dốc sức tương trợ. Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Cận Lưu, nói, Cửu Long Châu, nếu có dị bảo này đương nhiên có một chút khả năng phá trận. Cận Lưu gật đầu một cái, nói ra, huynh muội chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Lam Nguyên Tử ôm quyền nói, Tô An Thiến không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi ngọc sách thấy thế, bàn tay khẽ lật, lấy ra các loại đồ vật bày trận là từng cái trận kỳ và trận thạch, bắt đầu bố trí bên ngoài cổng vòm bằng đá. Văn trọng phụ giúp một bên, không lâu sau, một cái pháp trận hình lục giác dần dần hiện ra. Sau đó, hai người vùi trận thạch xuống đất, cắm trận kỳ lên trên, như vậy đã bố trí xong lục hợp tích giã trận. Chư vị, trận pháp đã thành, phiền chư vị vào trong chợ giúp ta. Lôi ngọc sách kiểm tra lại một lần, rồi mới lên tiếng. Gã vừa nói xong, mọi người đã nhao nhao dựa theo sự bố trí của pháp trận, đứng lên sáu góc trên lục hợp trận, trên tay bấm pháp quyết, chờ lôi ngọc sách mở trận. Lôi ngọc sách đứng ở một góc trận rất gần cổng vòm bằng đá, nhìn thoáng qua tô an thiến, gật đầu một cái. Ngay sau đó, cổ tay gã xoay một cái, một viên cầu màu tím to bằng nắm tay theo hư không lập tức bay ra, xoay tròn bay về chính giữa lục hợp tích giã trận. Chỉ thấy trên viên cầu màu tím có tia điện quấn quanh, ấn ký hình chín con rồng ở mặt ngoài bay lượn không ngừng, mơ hồ có tiếng ù ù nổ vang lên. Mắt thấy cửu Long Châu đã vào đúng chỗ, ánh mắt lôi ngọc sách ngưng tụ, trong miệng lập tức vang lên một hồi âm thanh ngâm tụng. Mọi người thấy thế cũng đều ngâm tụng pháp quyết, hai tay bấm pháp quyết, hợp lại chỉ một cái về phía viên cầu màu tím ở xa xa. Sáu đạo linh quang đủ loại phân biệt theo đầu ngón tay từng người bắn ra, sau đó hội tụ trên viên cầu màu tím, lập tức phát ra âm thanh ông ông. Ngay sau đó, chỉ thấy trên cửu long châu nổi lên một trận điện quang mãnh liệt, vô số lôi điện màu tím từ bên trong điên cuồng tuôn ra, hóa thành một màn sáng màu tím bao phủ toàn bộ lục hợp tích giã trận. Ngao, nương theo tiếng long ngâm vang lên, chín đạo long ảnh trên cửu long châu lập tức bay ra toán loạn, sau một hồi bơi lội trong màn sáng tử điện trên lục hợp tích giã trận, điện quang quanh thân mãnh liệt, hóa thành chín con điện long màu tím dài chừng một trượng, bay thẳng lên cổng vòm hình tròn. Chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn, cổng vòm hình tròn kịch liệt chấn động, sau đó chín con điện long dũng mãnh lao vào chính giữa màn sáng đỏ sậm màn sáng lập tức rung động kịch liệt. Mọi người thấy thế, lập tức tập trung tinh thần, toàn lực thúc xúc tiên linh lực trong cơ thể dẫn vào trong trận. Âm, âm, theo một hồi âm thanh vang lên, điện mang bắt đầu tuôn ra, chỗ giữa màn sáng đỏ sậm bắt đầu xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu người, đằng sau mơ hồ lộ ra một mảnh không gian khác. Mở ra, nhanh, thêm chút sức nữa nào, cận lưu thấy thế mừng rỡ, vội vàng kêu lên, đây chỉ mới là một phần cổng truyền tống được mở ra thôi, cửu long tỏa thần cấm trận còn chưa bị phá, không được chủ quan. Lôi ngọc sách vừa toàn lực thúc giục trận pháp, vừa lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, chín sợi long lân tác màu ám kim răng ở trong màn sáng đỏ sậm đột nhiên kim quang mãnh liệt, từng lớp vảy rồng chấn động kim quang từ trong ảo ảo tuôn ra, che đậy màn sáng bên trong cổng. Kim quang và tử điện tập hợp cùng một chỗ, từ bên trong truyền ra một dòng xoáy lôi điện vô cùng hỗn loạn, xé rách thiên địa nguyên khí bốn phía bắn về phía trung tâm lỗ thủng vừa xuất hiện. Bên trong lỗ thủng đã không nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ vừa rồi nữa, chỉ thấy một tấm màn đen thâm sâu, bên trong truyền đến từng trận khí tức không gian loạn lưu cuồng bạo. Đám người Lôi Ngọc Sách ở trong pháp trận cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia, vẻ mặt đồng loạt biến đổi. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp uy lực Cửu Long tỏa thần cấm trận, nhân lúc uy lực cấm trận chưa bị kích phát hoàn toàn, mọi người đoàn kết cùng nhau thu hồi tiên linh lực cùng một lúc, nhất định sẽ không sao. Lôi Ngọc Sách quát to, gã vừa dứt lời, dị biến nổi lên chỉ nghe thấy ầm một tiếng, vòng xoáy màu đen trong lỗ thủng ở cổng vòm bằng đá kịch liệt chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong kích phát ra, trong nháy mắt trùng kích khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, chín sợi long lân tác sang bên trong cổng vòm lóe lên kim quang, chín hư ảnh kim long bỗng nhiên bắn ra, dương nhanh múa vuốt xông tới đám người bên trong lục hợp tích giã trận. Mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng khó nói thành lời trùng kích đến trước mặt. Cận lưu thấy thế, căn bản không quan tâm đến việc duy trì pháp trận nữa, chạy trốn đầu tiên, làm thị huynh muội cũng theo sát phía sau rút lui. Ba người vừa rút lui, toàn bộ đại trận lập tức không cách nào duy trì, trực tiếp tan vỡ. Cửu Long Châu ở giữa pháp trận trong nháy mắt cũng không khống chế được nữa, mặt ngoài lóe lên một đạo điện quang màu đen, bên trong sáng lên một đoàn ô quang trói mắt, trực tiếp nổ vỡ ra. Văn Trọng thấy tình thế không ổn cũng rút lui, bên trong đại trận chỉ còn lại lôi ngọc sách và Tô An Thiến đứng ở vị trí rất gần cổng vòng bằng đá, hai người bị hư ảnh kim long và tia chớp màu tím đen công kích cả trước lẫn sau không tránh được phản ứng của hai người đều cực nhanh nhưng khoảng cách thực sự quá gần bọn họ căn bản không có thời gian thì triển thêm thủ đoạn tô tiên tử lôi ngọc sách dường như không chút do so dự trong miệng đồng thời hô to một tiếng hào quang lôi điện trên thân chớp động ngưng tụ thành một bộ lôi giáp màu bạc thân hình lóe lên chắn trước người tô an thiến nương theo âm thanh ầm ầm thật lớn vang lên toàn bộ kim quang và lôi điện bên ngoài cổng vòm bằng đá triệt để nổ tung vẻ mặt đám người cận lưu biến đổi liên tục, sớm đã rút lui ra một chỗ rất xa, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động tĩnh chỗ vừa nổ mạnh. Chỉ thấy nơi đó đồng thời bay lên một vầng kiêu dương màu vàng và một mặt trời màu tím, chống chọi lại nhau, liên tục phát ra âm thanh nổ vang, chính giữa kim quang và tia điện bắn tung tóe, không ngừng khuấy động thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm. Cảnh tượng hỗn loạn liên tục kéo dài hơn 10 hơi thở, sau đó hai đạo hào quang mới dần dần biến mất, mặt đất dần dần khôi phục yên bình. Bụi mù tản đi, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn bị cháy đen, cát vàng bốn phía hầu như đều bị nung chảy nóng rực, sau khi để nguội kết thành từng miếng vàng cực lớn hình dạng khác nhau. Bên ngoài hố sâu, cổng vòm bằng đá trơ trọi lẻ loi đứng yên lặng tại chỗ, phía trên không bị tổn hại chút nào, đã khôi phục nguyên trạng. Đám người cận lưu thấy thế, nhao nhao bay lại, đi đến sát mép hố sâu bị cháy đen nhìn xuống, mới thấy chính giữa hố hiện ra một bóng người cao lớn toàn thân bị cháy đen, trong ngực lộ ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, được gắt gao che chở. Bóng người cao lớn kia đúng là lôi ngọc sách, lôi giáp màu bạc trên người gã đã tan chảy thành một đoàn chất lỏng màu bạc, chảy xuống mặt đất, quần áo trên thân cũng đầy vết cháy rách ngước. Chỉ thấy trước ngực phập phồng kịch liệt, toàn bộ khí tức trên người thập phần bất ổn, thoạt nhìn dường như bị thương rất nặng. Mà Tô An Thiến được gã che chở trong ngực, ngoại trừ quần áo bên ngoài có hơi chút tổn hại, còn trên thân không có một vết thương nào chương 1082, trọng phạm, đám người thấy hai người lôi ngọc sách và tô an thiến ở dưới đáy hố không hề động đậy, văn trọng là người đầu tiên hét to một tiếng, vọt xuống dưới. Cận lưu cũng vội vàng bắn nhanh tới, vượt lên trước một bước kéo tô an thiến từ trên người lôi ngọc sách ra. Văn trọng cũng vội vàng đỡ lấy thân thể lôi ngọc sách cơ hồ đứng thẳng không được. Người không sao chứ, cận lưu thấy thần sắc tô an thiến khác thường, vội đỡ bờ vai của nàng hỏi. Bả vai Tô An Thiến lắc một cái, tránh khỏi hai tay y, quay người lại nhìn Lôi Ngọc Sách. Lôi Ngọc Sách được văn trọng đỡ trong ngực, đã được cho ăn đan dược, lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt. Cảm ứng được ánh mắt Tô An Thiến, gã cũng nhìn qua, ánh mắt nhu hòa khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có gì đáng ngại. Trong lòng Tô An Thiến có chút xúc động, rời ánh mắt đi, trong lòng nàng biết rõ, nếu Lôi Ngọc Sách không che chở cho mình, tuyệt không bị thương nặng như vậy. Lôi Ngọc Sách thấy thế, cũng không thất vọng, theo thói quen cười cười được phân trọng đỡ ngồi xuống tay gã kết pháp quyết nhắm mắt điều tức gã vừa mới vận chuyển công pháp này trong các vết thương trên thân còn sót lại lôi điện màu tím và kim quang lập tức kích phát ra phát ra một trận tiếng vang đông đốp đau đến mức thần sắc gã trở nên dữ tợn nhưng thủy trung không phát ra nửa điểm thanh âm huynh muội lam nguyên tử nhìn xem một màn này trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khen ngợi trong mắt tô an hiến lóe lên vẻ không đành lòng đi đến bên cạnh lôi ngọc sách cổ tay chuyển một cái lấy ra một bình xứ nhỏ màu thủy lam đưa cho lôi ngọc sách, nói ra, đây là thủy nhất đan của thiên thủy tông chúng ta, công hiệu chữa thương không phải là tốt nhất, nhưng ở phương diện tu bổ nguyên khí coi như có chút thành tựu. Người phối hợp sử dụng cùng những đan dược khác có thể nhanh chóng hồi phục hơn. Đa tạ tô tiên tử, hai tay lôi ngọc sách tiếp nhận bình xứ, kinh hỉ nói ra. Nói xong, gã lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ăn vào, sau đó lại nhắm mắt điều tức. Không ngờ lần này được ăn cả ngã về không, vẫn thất bại trong gang tắc bây giờ chúng ta nên làm gì ánh mắt cận lưu rơi vào trên thân tô an thiến đáy mắt hiện lên một tia không vui mở miệng hỏi hừ văn trọng hừ một tiếng không nói gì lam nhàn nghe vậy sắc mặt cũng sinh ra bất mãn đang muốn mở miệng trách cứ lại bị lam nguyên tử ngăn lại sau khi giao thủ cùng hàn lập lam nguyên tử càng trở nên kín đáo hơn không ít y lắc đầu ra hiệu lam nhàn không nên đa sự lam nhàn nhướng mày cuối cùng vẫn nhịn xuống đúng lúc này mấy người bọn họ có cảm ứng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại nơi xa liền thấy nơi xa trên bầu trời một nhóm bốn năm đạo nhân ảnh có cả hàn lập đang phi độn đến nơi này hàn lập xa xa nhìn thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất chân mày hơi nhíu lại đợi mấy người rơi xuống lôi ngọc sách cũng mở hai mắt ra ánh mắt rơi vào trên thân khúc lân thần sắc không khỏi hơi đổi các ngươi không phải tìm đường khác sao cũng đến bên này cận lưu nhướng mày mở miệng hỏi hắc hắc tuế nguyệt tháp này khi nào thành tài sản riêng của cận đạo hữu ngươi chúng ta đi chỗ nào ngươi cũng muốn quản à hồ tam nghe vậy có chút bất mãn nói ngươi cận lưu nghe vậy cứng họng thạch đạo hiếu vị này là lúc này lôi ngọc sách nhìn về phía khúc lân hỏi vị này là khúc lân đạo hiếu bị giam cầm nhiều năm tại tầng 6 tuế nguyệt tháp này bây giờ đạt thành hiệp nghị với ta sẽ giúp bọn ta thông qua tháp này hàn lập giới thiệu sơ lược thạch đạo hiếu thứ cho ta lắm miệng một câu người bị giam trong tháp này không phải hạng lương thiện gì đạt thành thỏa thuận gì đều là bảo hồ lột ra vạn mong ngươi nghĩ lại a à. lôi ngọc sách không trực tiếp trả lời ngược lại truyền âm nói ra đa tạ hảo ý lôi đạo hiếu thạch mỗ tự có chừng mực trong lòng hàn lập cảm thấy nghi hoặc có chút không hiểu vì sao lôi ngọc sách lại nhắc nhở mình nhưng hắn cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói như thế đây chẳng lẽ là cửu long tỏa thần cấm trận lúc này giao tam bỗng nhiên tiến lên nói ra đạo hiếu cũng biết trận này mắt lôi ngọc sách sáng lên, hỏi, Long lân tác bị người động tới, có chút khó giải quyết. Giao tam cẩn thận xem xét một lát, rồi nói ra. Không sai, nếu muốn tìm ra phương pháp phá giải, chỉ sợ chỉ ít phải hai ngày. Chỉ là lúc trước ta gấp gáp phá trận bị pháp trận phản phệ nên trọng thương, chỉ sợ sẽ cần nhiều thời gian hơn. Lôi ngọc sách lắc đầu, thở dài, ánh mắt hàn lập rơi vào trên pháp trận, cẩn thận xem xét, trong lòng đã có phân định. Nếu để hắn phá trận, chỉ cần hơn nửa ngày là có thể phá được. Nhưng mà chẳng chờ hắn mở miệng, khúc lân đã đi tới, trực tiếp đưa tay nhấn lên phù văn trên cổng vòng đá. Người đang làm cái gì? Chớ lộn xộn, thần sắc lôi ngọc sách khẽ biến, vội quát lên. Chỉ là thương thế trên người gã không nhẹ, cũng chỉ hô lên một tiếng, căn bản vô lực ngăn cản. Nhốn nháo cái gì, không nhìn thấy sao? Là phá trận, mặt khúc lân không cảm xúc, không ngừng động tác trên tay, thuận miệng nói ra ta mới nói rõ mấy sợi long lân tắc kia bị động qua, người lại ấn loạn một trận, tất nhiên sẽ ra thêm biến số, đừng có làm ẩu. Lôi ngọc sách giận tím mặt nói, văn trọng một bên thấy thế, làm bộ muốn tiến lên ngăn cản. Cận lưu một bên lại khoanh tay, chờ trận pháp phản phệ, tùy thời chuẩn bị kéo tô an thiến lùi lại. Ánh mắt hàn lập hơi lóe lên, cũng không xuất thủ ngăn cản. Lúc này, khúc lân lại nhấn xuống một chỗ phù văn trong đó, trên cổng vòm đá lập tức đại phóng hồng quang, Chín sợi xiềng xích màu ám kim trói buộc trên màn sáng kia lập tức rung động rầm rầm, rút lui về bốn phía. Cửu Long tỏa thần cấm trận làm đám người trước rất khó giải quyết, cứ như vậy bị giải khai. Đám người thấy vậy, đều kinh ngạc vô cùng, Cửu Long tỏa thần cấm trận này là do ngươi đổi a? Ánh mắt Hàn Lập chấp lên, truyền âm hỏi, không sai, khi đó tính lên tầng 7, có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi đây, liền nghĩ cách mở ra. Chỉ là lần lên tầng 7 kia, kết quả gặp lão già điên bị cầm tù trên đó, bị hắn đánh cho gần chết, thật vất vả mới chạy về. Sau đó ta liền phong tỏa cấm trận, lại cải biến ra cố thêm một chút. Khúc lân không giấu giếm, trực tiếp trả lời, đạo cấm chế này có thể đi qua đi lại. Hàn lập nghi ngờ hỏi, năm đó may mắn ta lưu lại tâm nhãn, sau khi qua tầng 7, trước nghĩ cách mở hốn nguyên cửu cung trận bên kia coi như lưu cho mình một đường lui. Khúc lân truyền âm trả lời, vị khúc đạo hiếu này tinh thông pháp trận, đã giúp chúng ta giải khai cấm chế, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng đi qua đi. Hàn lập sau khi nghe xong nói với những người khác. Lôi Ngọc Sách vốn còn muốn hỏi thăm thứ gì, thấy Hàn lập nói như thế nên không hỏi nữa. thấy mấy người cận lưu và Lôi Ngọc Sách không có ý định tiến vào đầu tiên, Hàn lập cùng bọn người giao tam liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ do dự, đều không có hành động gì. các ngươi đã không chịu vào, vậy ta đi trước một bước. Khúc Lân thấy thế, xiêu cận một tiếng, dẫn đầu xuyên qua màn sáng đỏ sậm bên trong cổng vòm đá, biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên, trên thân phủ lên một tầng quang mang hộ thể, cũng đi tới màn sáng đỏ sậm. Nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh, Hàn Lập vừa sải bước ra, bước chân vừa mới rơi xuống đất, dưới chân đột nhiên sáng lên một vòng sáng màu vàng, một vòng xoáy màu vàng đất đột nhiên từ đó hiển hiện ra, bên trong truyền ra một lực hút cường đại. Bởi vì vòng xoáy này xuất hiện thập phần đột ngột, trước đó cơ hồ không có bất kỳ dị dạng gì, Hàn Lập bất ngờ không kịp đề phòng, một cước liền dẫm vào, cả người bỗng nhiên bị hút vào gần nửa thân thể trực tiếp hõm vào. Rơi vào vòng xoáy, trong nháy mắt thiên sát chấn ngục công trong cơ thể hàn lập vận chuyển, tinh thần chi lực cả người bộc phát ra, dưới chân vang lên hai tiếng phụt phụt kỳ dị, như đạp không mà đi, cả người bắn lên trên. Nhưng ngay khi thân hình vừa mới lướt khỏi vòng xoáy, trong nháy mắt trong vòng xoáy có một cỗ như bùn nhão tuôn ra cuốn tới, cuốn lên cổ chân của hắn, lôi kéo hắn xuống dưới vòng xoáy. Hàn lập bị bùn nhão này cuốn lấy mắt cá chân, trong nháy mắt cảm giác một cỗ lực lượng cổ quái từ đó sinh ra khiến toàn bộ chân hắn lập tức không còn chi giác. Lúc ánh mắt liếc xuống, hắn đã thấy toàn bộ chân và cả giày đã hóa đá, biến thành màu xám trắng. Trong lòng hắn siết chặt, cái chân còn lại quét qua hướng bùn nhão quấn quanh chân kia, mũi chân đại phóng kim quang, vô số lôi điện màu vàng tuôn trào ra, như một thanh đao điện chặt đứt bùn nhão. Thân hình Hàn Lập bay ngược lên hơn trăm trượng, rơi vào rìa hố to cháy đen, nhìn lại chỗ vòng xoáy chỉ thấy những bùn nhão kia rơi vào trong vòng xoáy, sau đó quang mang trên mặt đất đại thịnh, một bóng người màu vàng từ đó chậm rãi bay lên, hóa thành một phụ nhân thân mang áo bảo màu vàng rộng thùng thình, diện mục xấu xí dị thường. Sa thiêm trưởng lão, ngài làm sao lại ở chỗ này? Huynh muội Lam Nguyên Tử thấy thế, đồng thời kinh ngạc kêu lên. Hừ, tại sao ta lại ở chỗ này? Hai tên phế vật các ngươi, đuổi lâu như vậy cũng không bắt được hắn, ta không tới đây, các ngươi làm sao về trong môn bản giao? số phụ áo vàng kia lườm hai người một cái, trong mắt có vẻ tức giận nói. Trưởng lão, việc này thật ra có nguyên nhân, chúng ta. Lam Nguyên Tử nghe vậy, nhíu mày lại, muốn nói lại thôi. Giao Tam và Hồ Tam nhìn nhau một chút, thần sắc trên mặt hai người không thay đổi, ai cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Thần sắc mấy người lôi ngọc sách cùng Tô An Thiến nhau nhau biến đổi, hiển nhiên đã sớm nghe qua đại danh xà thiềm. Về phần Hùng Sơn thì trao mày, một bộ dạng trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm Sa Thiêm, thử hoạt động chân trái hóa đá một chút, phát hiện giờ phút này đã khôi phục chi giác, chỉ là tựa hồ huyết mạch vẫn chưa thông, cảm giác trì trệ hơi chậm một chút. "Chư vị ở đây, mỗi người đều có tính toán nên ta phải nhắc nhở các ngươi, người trước mắt này họ Hàn tên Lập, chính là trọng phạm Luân Hồi Điện mà Thiên Đình truy nã nhiều năm. Hắn đã từng phạm vào cả đống tội ác tại các đại tiên vực, trước đó chuyện cung chủ Đông Phương Bạch bị giết chết gây khiếp sợ tại Kim Nguyên Tiên Cung, chính là do kẻ này làm ra." hôm nay nếu các người chịu tương trợ ta bắt được hắn cũng coi như lập được một phần công lao, đạt được một phần ân tình không nhỏ cho chính các ngươi và tông môn của mình. Chư vị nghĩ thế nào? Ánh mắt xà thiềm quét qua đám người, hỏi. Bọn người lôi ngọc sách nghe vậy, thân thể chấn động, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, ngẩn người ngay tại chỗ. Hiển nhiên những lời mà xà thiềm nói ra làm cho đám người rất khiếp sợ. chương 1083, tình thế đảo ngược. Hắn chính là Hàn Lập người đã một mình chém giết cả kim nguyên tiên cung sau đó có thể toàn thân trở ra sau nửa ngày tô an thiến mới hồi phục tinh thần thì thảo nói ánh mắt cận lưu đặt lên người hàn lập càng trở nên phức tạp lôi ngọc sách liếc mắt nhìn văn trọng khẽ lắc đầu người kia hiểu ý gật đầu hai người đều ghé mắt đứng ngoài quan sát im hơi lặng tiếng sau phút giây kinh ngạc lúc trước tô an thiến rất nhanh khôi phục bộ dạng băng lãnh ngày xưa cũng không có ý tứ mở miệng đáp lời Giao Tam và Hồ Tam đương nhiên sẽ không nhiều lời. Sa Thiêm thấy vậy, ánh mắt lần lượt đảo qua trên thân từng người, cuối cùng dừng lại trên thân hai huynh muội Lam Nguyên Tử. Xin xà trưởng lão thứ tội, hai huynh muội chúng ta lúc trước đã lập lời thề, bên trong bí cảnh tuế nguyệt tháp tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó với hàn đạo Hữu Nếu như cần chúng ta động thủ, kính xin chờ sau khi rời khỏi nơi này. Trên mặt Lam Nguyên Tử lộ vẻ khó xử, ôm quyền nói ra. Khốn kiếp, đúng sai trước mắt đã rõ ràng như thế, không cần tuân theo một lời thầy nho nhỏ, chẳng lẽ các ngươi đã quên mục đích truy tìm người này? Sa thiềm cố ý tăng thêm ngữ khí hai chữ mục đích, nói ra. Lam Nguyên Tử nghe thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, sau một chút do dự vẫn duy trì tư thế ôm quyền tạ lỗi, không chịu buông. Lam Nhan thấy thế, cũng vội vã cúi đầu ôm quyền, im lặng không nói. Được, được, được lắm, Lam Thị Huynh muội hai ngươi làm tốt lắm, chờ ta trở về nội môn sẽ bẩm báo việc này lên lão tổ, để xem các ngươi giải thích với sư phụ các ngươi như thế nào. Sa Thiêm thấy thế, liên tục nói mấy tiếng được, tức giận đến nỗi vừa cười vừa nói. Lam Nhàn nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, muốn đứng thẳng lên. Trái lệnh không sợ, nếu như hôm nay ta và ngươi thất tín, sư phụ lão nhân ra người mới bị thương tâm mà chết. Lam Nguyên Tử ở bên cạnh níu ống tay áo nàng lại, truyền âm nói ra. Lam Nhàn lúc này mới khom người cúi xuống, không còn động tác gì nữa. Những người khác không trợ giúp cũng không sao nhưng ngay cả người trong tông môn cũng không chịu ra tay, điều này làm cho xà thiềm cảm thấy rất bẽ mặt, ánh mắt âm trầm quét qua trên thân hai người. Hy vọng huynh muội các người nhớ kỹ lựa chọn ngày hôm nay, tốt nhất sau này đừng nên hối hận. Xà thiềm bao hàm ý tứ cảnh cáo, chậm rãi nói. Cận lưu nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên tiêu ý, khoanh tay đứng ngoài quan sát. Gã biết rõ giờ phút này xà thiềm càng phẫn nộ, sau này ra tay đối phó với hàn lập càng thêm tàn nhẫn, điều này khiến gã vui mừng không thôi hàn lập chắp tay đứng yên tại chỗ trong đầu lặng lẽ tính toán cách đối phó với xấu phụ áo vàng trước mắt từ đầu đến cuối vẻ mặt không có bất cứ biến hóa nào thậm chí hắn còn ung dung nở một nụ cười nơi khóe miệng để xem ngươi có thể ung dung được bao lâu cận lưu thấy vậy trong lỗ mũi phát ra một tiếng hử nhẹ nghĩ thầm trong đầu nếu như chư vị lựa chọn đứng ngoài cuộc vậy thì làm khán giả cho tốt đi tốt nhất nên cách xa một chút xấu phụ áo vàng vừa dứt lời trong nháy mắt thân hình không có dấu hiệu gì đột nhiên biến mất tại chỗ trên mặt đất chỉ lưu lại một vầng sáng màu vàng mọi người thấy thế vội vã rời ra xa tiếp theo trong nháy mắt sau lưng hàn lập đột ngột nổi lên bão cát sau đó bay lên một mảnh cát vàng từ bốn phương tụ lại vây quanh hàn lập hàn lập sớm đã phòng bị điều này chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ khiến cho mảnh cát vàng kia rơi vào khoảng không chỉ thấy sau khi cát vàng rơi xuống đất trong nháy mắt bắn ra tung tóe một màn sáng màu vàng hiện lên mở rộng ra bốn phương tám hướng trong tích tắc đã bao phủ toàn bộ phạm vi gần trăm dặm. Ở bên trong, Hàn Lập lập tức cảm thấy cả người trầm xuống, trên mặt đất truyền đến một cỗ lực lượng áp chế thập phần trầm trọng, trong hư không dường như có vài ngọn núi vô hình ép xuống, khiến cho thân hình hắn không xê dịch được. Trong phạm vi linh vực của Sa Thiêm, trên đại mạc cát vàng cảnh vật đổi rời, chỗ biên giới hiện ra từng dãy núi, thế núi không cao, uốn lượn kéo dài, liếc nhìn lại, chỉ thấy trên núi rất hoang vu, trơ trụi không có mấy phần sinh khí mà tới gần khu vực hàn lập bên này, trên mặt đất lại phun trào hoàng quang, khắp nơi hiện ra bùn nhão màu vàng hình dạng lớn nhỏ khác nhau, bên trong có dịch thể màu vàng đất hơi hơi dâng lên, thỉnh thoảng nổi lên từng cái bọt khí màu vàng cực lớn. Hàn lập ngửi thấy bên trong phát ra mùi hôi thối, không khỏi nhăn mũi một cái, chỉ cảm thấy muốn nôn ẹ ra. Túc túc, túc túc, đúng lúc này, trong tai hàn lập bỗng nhiên vang lên một hồi âm thanh tiếng ếch kêu khe khẽ, trong lòng hắn khẽ động, vội quay đầu nhìn ra sau lưng, vẻ mặt không khỏi hơi đổi chỉ thấy cách hắn ngoài mấy trăm trượng, trong một vũng bùn nhão, một cái đầu cóc to bằng cả một tòa nhà từ dòng nước đục ngầu hiện ra, hai con mắt phảng óng lạnh như băng nhìn hắn, lấp ra trên đầu nổi chi chít mụn nhọt, làm cho người nhìn cảm thấy buồn nôn. Cổ tay Hàn Lập hơi rung lên, bên người lập tức phát ra một trận điện quang màu vàng, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm đồng thời hiện ra, ở trên không lướt nhanh một cái, bắn về cái đầu cóc màu vàng cực lớn kia. Ầm ầm, mũi kiếm lướt qua phát ra một hồi âm thanh như dòng điện kích phát, bởi vì vẫn nằm trong linh vực nên bị lực lượng pháp tác thổ thuộc tính áp chế, tốc độ so với lúc bình thường chậm hơn rất nhiều, nhưng khí thế và uy lực không suy giảm chút nào. Mắt thấy thời điểm phi kiếm tới gần, kiếm quang tụ lại, lôi điện kích động, đang muốn chém xuống, con cóc màu vàng kia đột nhiên nhảy vào bên trong vũng bùn, biến mất không thấy đâu. Hàn lập vội vàng vận chuyển luyện thần thuật, thúc giục thần thức tìm kiếm con cóc, kết quả lại chỉ phát hiện ra bốn phía ngập tràn lực lượng pháp tác thổ thuộc tính, không thể phát hiện ra tung tích con cóc kia lấy linh vực của bản thân che đậy, khí tức hoàn toàn dung hợp, cái này có chút khó giải quyết. Nội tâm Hàn Lập siết chặt, lông mày nhíu lại, không nhịn được tự lẩm bẩm một mình. Vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động kịch liệt, cả người theo mặt đất dưới chân cùng lúc bay lên không trung, phía dưới đột nhiên lao ra một con cóc. Vẻ mặt Hàn Lập không đổi, đưa tay vung mạnh một cái, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm lập tức nhao nhao rung động mãnh liệt bay ngược về, bảo vệ xung quanh người hắn nhưng phi kiếm còn chưa kịp tới gần, hắn chợt phát hiện trên đầu tối sầm lại, một ngọn núi cỡ trăm trượng bỗng nhiên từ xa bay vào tới, trực tiếp đập xuống đầu hắn. Nếu ngọn núi này chỉ là vật bình thường, Hàn Lập tự nhiên không sợ, nhưng trên thực tế có khi nó lại là vật được luyện hóa bên trong linh vực tạo vật cảnh của Sa Thiêm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm, lực lượng mạnh mẽ đâu chỉ cỡ thiên quân. Lông mày Hàn Lập cao lại, hai tay hợp lại chỉ thẳng lên trên, thanh trúc phong vân kiếm lập tức đổi hướng, nhao nhao bay vụt lên trên mắt thấy ngọn núi chỉ trong gang tấc sẽ đập chúng hàn lập, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm đồng loạt phát ra âm thanh chói tai, nhao nhao đâm vào dưới đáy ngọn núi, trên thân kiếm hiện lên hào quang hai màu vàng xanh mãnh liệt, lôi quang kiếm ảnh ào ào tuôn ra. Chỉ thấy lôi quang màu vàng đầy trời liên kết tụ tập lại một chỗ, tạo thành một lôi hải màu vàng cực lớn nâng cả ngọn núi lên, ngăn cản khí thế đập xuống. Hàn Lập ngay tức khắc vận chuyển Thiên Sát Chấn Ngục Công, cả người xoay ngược lại, tư thế đảo ngược như từ trên trời lao xuống, thu nắm đấm lại bên hông, chuẩn bị nện xuống một quyền. Mặt đất sớm đã nứt toác, sụt lún thành một cái hố to, phía trong hiện ra một con cóc vàng cực lớn đang mở to mắt nhìn lên, cái miệng to như chậu màu gần bằng cả cái hố há to chờ nuốt lấy Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập đang nhanh chóng lao xuống, trong khoảnh khắc đã rơi vào trong miệng cóc. Hai mắt con cóc lãnh mang chấp động, cái miệng khổng lồ mãnh liệt khép lại, nuốt Hàn Lập vào trong. Cùng lúc, quyền thế Hàn Lập cũng đã ngưng tụ thành, trên quyền đầu tỏa ra tinh quang mãnh liệt, một quyền đập xuống chỉ nghe dầm một tiếng thật lớn, một mảnh bạch quang sáng trói từ trong miệng cóc nở rộ ra, cái miệng khổng lồ đang ngậm chặt kia bị một cỗ cương phong cùng khí kình vô cùng cường đại phá ra vô số lỗ hồng, bên trong phát ra đầy trời tinh quang rực rỡ. Ngay sau đó, lại ầm một tiếng nổ lớn, cái đầu cóc màu vàng vô cùng lớn trong nháy mắt nổ tung, bóng dáng hàn lập lại lần nữa hiện ra. Con cóc màu vàng vừa bị diệt sát, cảnh vật xung quanh lập tức phát sinh biến hóa, màn sáng linh vực kia kịch liệt co rút lại, trong nháy mắt chỉ còn một phần mười, thoạt nhìn hào quang cũng dần trở nên ảm đạm, dường như sắp biến mất. Cùng lúc đó, ngọn núi trên không trung đột nhiên như bị hòa tan, biến thành một vũng bùn nhão màu vàng đất, từ trên không lả tả rơi xuống như mưa. Hàn lập ở phía dưới tránh không kịp, cả người ướt đẫm. Cổ tay hắn xoay một cái, thanh trúc phong vân kiếm nhao nhao bay ngược về, bị hắn thu vào trong cơ thể. Làm sao có thể, đám người trốn ngoài xa thấy một màn như vậy, thần sắc lộ ra vẻ cổ quái, hiển nhiên rất khó tin xà thiềm đường đường là một đại la lại bị thua như vậy. Cận lưu đứng trong đám người vẻ mặt biến hóa không ngừng, lộ ra vẻ thất vọng, rồi lại phẫn nộ. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh, thân thể hàn lập giữa không trung bỗng nhiên cứng đờ, toàn bộ thân thể dường như đột nhiên bị đông kết tại chỗ, không thể khống chế từ trên không rơi thẳng xuống, dầm một tiếng, đập xuống mặt đất. Không tốt, giao tam nhướng mày, thân hình lập tức lướt tới trước hơn 10 dặm. Người muốn làm gì, đừng quên nhiệm vụ lần này lấy đại cục làm trọng hồ tam thấy thế vội vàng đuổi theo ngăn cản nàng giao tam nghe vậy lúc này mới dừng bước nhìn về phía xa xa chỉ thấy bùn nhão lúc trước nhỏ xuống người hàn lập bây giờ đã hóa thành một lớp áo bằng bùn quấn quanh người hơn nữa ngưng kết thành một lớp vỏ đất màu vàng thoạt nhìn giống như một pho tượng đất hình người bình thường nhưng mà trên pho tượng đất hình người nhìn như bình thường kia lớp vỏ bùn ngoài thân hàn lập giải rác xuất hiện từng đường vân cổ quái phía trên ẩn chứa lực lượng pháp tác thổ thuộc tính vô cùng cường đại giống như một cỗ pháp tác giam cầm vô cùng cường đại, phong cấm Hàn Lập bên trong. Mới đầu thân thể Hàn Lập dường như còn hơi giấy ruộng vài cái, nhưng màu sắc lớp vỏ bằng bùn nhão theo một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng biến hóa, thân thể Hàn Lập bắt đầu không còn nhúc nhích. Sau khi lớp vỏ bằng bùn triệt để ngưng kết khô khốc, bên trong vũng bùn nhão cách mặt đất không xa, truyền đến một tiếng phốc. Một con cóc lớn bằng bàn tay toàn thân bao phủ bùn nhão nhảy ra, hào quang màu vàng đất trên thân sáng rõ, biến thành xấu phụ áo vàng. Hắc hắc, chỉ là một tiểu tu thái ất cảnh, lại tự cho rằng bản thân có thể gây ra bao nhiêu sóng gió đây. Xà thiềm liếc mặt nhìn tượng đất bên cạnh, trong mắt ngập tràn vẻ mỉa mai. chương 1084, lén lút thông đồng. Bọn người lôi ngọc sách thấy Hàn Lập bị xà thiềm vây khốn, do so dự một chút, sau đó nhao nhao bay vụt về phía bên này. Đáng đời, cận lưu nhếch miệng cười một cái, trong miệng lầm bầm một câu, cũng bay vụt theo tới. Chỉ còn lại hai người giao tam không lập tức khởi hành, tựa hồ có chút do so dự vừa rồi tựa hồ ngươi muốn xuất thủ giúp hắn hẳn cũng là đồng đảng luân hồi điện nếu vậy tuyệt đối đừng dừng lại đại khái có thể xuất thủ thử một chút vạn nhất có thể cứu được hắn sa thiêm thấy thế nhìn về phía giao tam mang theo giọng khiêu khích trong mắt giao tam lóe lên vẻ tức giận nắm tay trong tay áo siết chặt thành quả đấm bước ra một bước về phía bên này rất tốt quả nhiên là đồng đảng ngươi sa thiêm còn chưa nói hết thân sắc đột nhiên biến đổi ở bên cạnh cảnh tượng kỳ dị phát sinh chỉ thấy phía trên tượng đất Hàn Lập bị phong cấm có một trận kim quang chảy xuôi, một gốc cây màu vàng hình dáng cổ quái bỗng nhiên nổi lên, tiếp theo cấp tốc sinh trưởng, nhánh cây mở rộng ra, từ đó từng dây leo tráng kiện chạy dọc theo cây, quấn chặt lấy toàn bộ tượng đất. Ngay sau đó liền có một trận hào quang màu vàng sáng lên mãnh liệt, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm chảy xuôi ra. Trong lúc mọi người ở đây hoa mắt một trận, tượng đất phong cấm Hàn Lập bỗng nhiên bị hòa tan, biến thành một bãi nước bùn màu vàng đất chảy xuống đầy đất thân hình hàn lập lập tức nhảy lên một cái, thanh trúc phong vân kiếm trong tay đâm thẳng đến xà thiềm. Hết thảy nhìn như dài rằng giặc, kỳ thực dưới thời gian pháp tắc, bất quá chỉ trong nháy mắt. Xà thiềm kinh hãi, định lùi nhanh lại, kết quả đột nhiên phát giác dưới chân siết chặt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng cát màu vàng khác với trước đó, trồng chất cuốn lên, bao phủ đến mắt cá chân của mụ. Mụ chỉ cảm thấy một cỗ ba động thời gian pháp tắc quỷ dị từ dưới thân truyền đến, hai cái đùi giống như bị đông lại, không cách nào động đậy mảy may không đợi mụ có bất kỳ động tác nào từng sợi dây leo trên bóng cây màu vàng xuất hiện trước đó uốn lượn đến quấn chặt lấy nửa người trên của mụ buộc chặt ngay tại chỗ cùng lúc đó sau lưng hàn lập đại phóng kim quang chân ngôn bảo luân gào thét ra triệt để giam cầm xà thiềm ngay tại chỗ hàn lập không trần chờ chút nào cổ tay rung lên thanh trúc phong vân kiếm trong tay nổi lên mặt ngoài lóe lên điện quang đâm thẳng xuống tim của mụ một màn này xuất hiện quá mức đột ngột những người còn lại tới gần đều bị thời gian pháp tắc chi lực ảnh hưởng, cơ hồ tất cả đều ngưng ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Chỉ thấy mũi kiếm hàn lập đâm thẳng vào ngực xà thiêm, phát ra một tiếng sắt đá va chạm, té lên một mảnh tia lửa màu vàng, thanh trúc phong vân kiếm vậy mà không thể đâm xuyên ngực của mụ. Hàn lập nhướng mày, hiển nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, trên thân xà thiềm bỗng nhiên có từng phù văn màu vàng sáng lên, trên đó nhộn nhạo lên lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc, vậy mà tạo thành từng tầng từng tầng ba động pháp tắc màu vàng đất, vọt lên chống đỡ ba loại thời gian pháp tắc do những vật cùng một bộ pháp tắc tản ra. Thời gian pháp tắc chi lực là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, tự nhiên chiếm ưu thế, chỉ là tu vi hàn lập tranh lệch xa với xà thiềm, ngoài ra thổ thuộc tính pháp tắc của mụ lại tu luyện có chút tinh thâm, cho nên hai thứ này mới có thể đọ sức được. Chỉ thấy tầng tầng vầng sáng màu vàng bị quang mang màu vàng đất đẩy lui ra sau một chút, quanh thân xà thiềm bao phủ một tầng sáng màu vàng đất, tựa như cách người mù tụ ra một tiểu thiên địa có thể kháng cự pháp tác ngoại giới ảnh hưởng, dần dần khôi phục một phần hành động. Hàn lập thấy thế, chân mày nhíu chặt hơn, vội vàng co phạm vi ba loại thời gian pháp tắc từ một bộ toàn mát ra thu vào gấp đôi, tăng cường trói buộc xà thiềm. Trước đó bởi vì khinh địch, xà thiềm mới rơi vào trong bẫy mà hắn tỉ mỉ tính toán, dẫn tới bị hắn suốt kỳ bất ý khống chế, nếu giờ phút này để mụ bỏ chạy, coi như khó có cơ hội chế trụ được mụ. Quả nhiên, theo uy năng ba loại thời gian pháp tắc từ cùng một bộ đồ vật thi triển ra coi lại phạm vi khiến cho tiểu thiên địa xuất hiện ngoài thân xà thiềm liền bị áp xúc thân hình một lần nữa cứng ngắc không cách nào động đậy hàn lập thấy thế tinh thần an tâm hơn một chút cổ tay vận chuyển 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm gào thét ra lơ lửng giữa trời rung động không thôi lúc thân kiếm rung động dập dờn ra tầng tầng thanh quang kiếm ảnh chỉ thấy bên ngoài thanh trúc phong vân kiếm biến thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm quang kiếm ảnh đồng thời vang lên âm thanh sấm sét điện quang màu vàng bắn ra tứ tán hồ quang điện dày đặc ngưng tụ thành một tòa lôi trì vân hải nhanh tay hàn lập kết kiếm quyết trong miệng quát khẽ một tiếng lôi trì màu vàng lập tức sôi trào một con trường long màu vàng từ đó ngẩng đầu lên phát ra trận trận thanh âm kiếm minh giống như long ngâm ở giữa không trung vặn vẹo một trận cuốn tới xà thiềm thanh thế to lớn như dòng lũ lôi điện những nơi kim lôi kiếm long đi qua hư không chấn động không thôi trong không gian hiện ra từng kẽ nứt toàn bộ sa mạc giống như phát sinh địa chấn, rung mạnh theo không thôi. Mắt thấy thời điểm kim lôi kiếm long sắp sửa nuốt hết xà thiềm, một đạo lam quang quỷ dị bỗng nhiên từ sau lưng hàn lập đột một sáng lên. Chỉ thấy một viên châu màu lam lớn chừng quả đấm, mấy phù văn màu vàng phía trên bỗng nhiên sáng lên, một mảnh quang mang thủy lam từ đó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một vòng xoáy to lớn vô cùng quét ra. Hàn lập đang hết sức chăm chú khống chế những vật cùng một bộ thời gian pháp tắc, lại phải tập trung thao túng thanh trúc phong vân kiếm chém giết xà thiềm, căn bản không chú ý tới sau lưng, đến thời điểm phát giác biến cố thì đã chậm. Hắn cảm thấy sau lưng có một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được cuốn tới, tuy có chân ngôn bảo luân thả ra tia sáng màu vàng cản trở, vẫn không cách nào ngăn cản hoàn toàn, các vật cùng một bộ thời gian pháp tắc và thanh trúc phong vân kiếm đều không thể nào khống chế. ầm ừ một tiếng vang thật lớn qua đi, cả người Hàn Lập bị đánh bay ra ngoài. Ngay trước một khắc khi kiếm long do thanh trúc phong vân kiếm biến thành chém xuống người xà thiềm thì nó bỗng ào ào tản ra, mất tất cả khí thế, kiếm quang tản ra, chỉ còn lại có bản thể phi kiếm, theo tâm thần liên hệ, bay trở về thể nội Hàn Lập. Sau khi bay ngược ra mấy trăm trượng, Hàn Lập mới đứng vững thân hình, quay đầu nhìn về phía bọn người lôi ngọc sách bên này, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đám người còn lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về hướng một người trong bọn họ, chính là Cận Lưu. Vừa rồi lấy Hỗn Nguyên Minh Thủy châu công kích Hàn Lập, khiến hắn thua thiệt, không phải ai khác, chính là Cận Lưu. Ngươi vì sao Tô An Thiến đầy nghi ngờ nói, vì sao, tên này là trọng phạm thiên đình, chẳng lẽ không phải ai cũng được chu diệt sao? Các ngươi không chịu tương trợ xa tiền bối, vốn làm mất đi bổn phận của tu sĩ Kim Nguyên Tiên Vực, lại còn hỏi ta vì sao? Thần sắc cận lưu nghiêm lại, ngôn từ chính nghĩa nói ra. Người tùy tiện xuất thủ, không sợ thiên thủy tông chúng ta tự rước lấy tai họa sao? Đắc tội thiên đình không chịu nổi, thế còn luân hồi điện ngươi đắc tội được sao? Tô An Thiến lộ ra vẻ giận dữ khó kiềm chế, trách mắng. Lời Tô Tiên Tử chẳng phải cố ý bao che cho trọng phạm, vậy ta. Cận Lưu còn chưa nói hết, liền bị xà thiềm cắt ngang. Hắc hắc, Cận Đạo Hiếu cần gì nói nhiều như vậy, dựa theo mật ước trước đó ta và ngươi truyền âm, chỉ cần ngươi giúp ta bắt giữ Hàn Lập, ta giúp ngươi cầm giữ Tô Tiên Tử này thì có khó gì. Xà thiềm hoạt động tứ chi một chút, cười thầm nói ra. Cận Lưu nghe lời ấy, thân sắc không khỏi biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ hay là trước bắt giữ hàn lập rồi hãng nói bất quá gã rất nhanh khôi phục chấn định rời ánh mắt nhìn về phía hàn lập nói ra mặc dù cận lưu biết hành động này của xà thiềm là triệt để buộc mình cùng mụ ta chung một chỗ trong lòng sinh ra bất mãn mãnh liệt chỉ là phần tức giận này gã cũng không dám biểu lộ ra lúc này không đơn thuần chỉ là tô an thiến tất cả mọi người bao gồm cả huynh muội lam nguyên tử đều nhìn về phía cận lưu trong ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường thậm chí trong mắt lôi ngọc sách còn ẩn giấu một chút sát ý Vừa rồi hỗn nguyên minh Thủy Châu nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế công hiệu chủ yếu là cắt đứt công kích Hàn Lập, trợ giúp xà thiềm thoát thân, cũng không gây ra tổn thương bao nhiêu cho hắn. Hàn Lập cưỡng chế lửa giận trong lòng, trong tay nắm một chuôi thanh trúc phong vân kiếm do 36 chuôi hợp lại làm một, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, chủ động tấn công về phía xà thiềm. Xà thiềm thấy thế, trong mắt nhiều ra một tia ngưng trọng, không còn dám khinh thị Hàn Lập nữa. Cổ tay mụ chuyển một cái, màn sáng màu vàng đất bốn phía lần nữa khuếch trương ra, hóa thành một tầng linh vực bao phủ bốn phương tám hướng. Phía trên đại địa, dãy núi uốn lượn hiển hiện, mảng lớn vũng bùn lại sinh ra. Thân hình Hàn Lập khó khăn lắm bay ra mấy trăm trượng, trên mặt đất liền có bùn nhão bay lên, hóa thành từng bàn tay to lớn, chụp về phía hắn, trên đỉnh đầu hắn cũng có một ngọn núi ép xuống. Lực ép không gian bốn phía càng ngày càng nặng nề, khiến cho tốc độ phi độn của hắn càng lúc càng chậm. Hàn đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Thanh âm giao tam bỗng nhiên từ trên mặt đất vang lên, theo đó liền có một tầng không gian linh vực màu đỏ sậm mở ra, Hàn Lập thân ở trong đó lập tức cảm thấy lực ép bốn phía yếu lại rất nhiều. Không đợi hắn lên tiếng nói cảm ơn, linh vực Hồ Tam vậy mà cũng tuôn ra. Ai, cuối cùng vẫn không thể nào xem như không thấy a. À. Hồ Tam ai thán một tiếng, trong lòng Hàn Lập vui mừng, thiên sát chấn ngục công và chân linh huyết mạch thể nội đồng thời vận chuyển trên thân bao phủ huyết quang, thân hình tăng vọt lên, trong nháy mắt hóa thành hình tượng cự ma mọc ra ba đầu chân linh thấy không bọn hắn quả nhiên là đồng bọn luân hồi điện các người còn không mau động thủ bắt giữ bọn hắn sa thiêm thấy vậy cảm thấy ngạc nhiên nói bọn người lôi ngọc sách nghe vậy lại không nhúc nhích tí nào huynh muội lam nguyên tử cũng xoay người qua một bộ dạng nhắm mắt làm ngơ các ngươi muốn tạo phản sao sa thiêm giận tím mặt nhưng lại không thể làm gì đành phải nhảy lên nghênh đón hàn lập cổ tay mụ chuyển một cái trong tay lập tức hiện ra một thanh lang nha đại bổng phía trên truyền ra trận trận lực lượng thổ thuộc tính pháp tắc, hiển nhiên chính là một kiện tiên khí phẩm dai không thấp. Hai người cách xa nhau trăm trượng, tự mình xuất ra toàn bộ khí lực, vung lên đánh đỡ. Lúc này Hàn Lập, một thân tinh thần chi lực đã thay đổi toàn bộ, chân long chi lực, côn bằng chi lực cùng sơn nhạc cử viên chi lực phát huy tới đỉnh phong, thúc giục tịch tà thần lôi bên trong thanh trúc phong vân kiếm tuôn trào ra, hóa thành một thanh lôi điện cự kiếm to lớn vô cùng chém xuống. Mà Lan Nha đại bổng trên tay xà thiềm ngưng tụ hoàng quang, mặt ngoài hiện ra từng tầng từng tầng tinh nham màu đen, trong đó ẩn chứa trọng lực ngưng tụ đến mức làm người nghe kinh hãi, nó nặng đâu chỉ vạn quân, đồng dạng ngưng ra một đạo bổng ảnh to lớn, hung hăng đập xuống phía Hàn Lập. Chương 1085, đẩy lui cường địch. Trong lúc nhất thời, kiếm quang và bổng ảnh xé nát hư không, trùng trùng điệp điệp đập vào nhau, ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc, một cỗ sóng khí cực lớn, vô cùng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, chính giữa luồng khí lưu hỗn loạn mơ hồ có thể thấy bóng dáng một con kim long và một con côn bằng cực lớn nhanh chóng lao tới xe rách hư ảnh từng tòa sơn phong do bổng ảnh ngưng tụ thành theo sát phía sau chúng là hư ảnh một con cự viên hai tay vung lên điên cuồng nện xuống đầu xà thiềm chỉ thấy cự đại bổng ảnh trước tiên vỡ vụn ra mũi kiếm tuôn ra lôi điện mãnh liệt lập tức chém xuống không thể nào trong miệng xà thiềm phát ra một tiếng thét kinh hãi lang nhà bổng trong tay két lên một tiếng nứt ra một vệt cả người mụ bay ngược ra ngoài trên người xuất hiện một vết chém kéo dài từ bả vai đến tận lồng ngực nhìn mà kinh hãi mụ chỉ cảm thấy từng sợi lôi điện màu vàng nhè nhẹ trên miệng vết thương chẳng những không biến mất mà lại theo miệng vết thương không ngừng thâm nhập vào sâu trong phủ tạng tuy xà thiềm có lớp da bên ngoài cứng cỏi thân thể rất mạnh mẽ coi như xếp hàng đầu so với nhiều tu sĩ đại la sơ kỳ khác nhưng phủ tạng lại có chút đặc thù khả năng chống đỡ thương tổn cực kỳ yếu nhược nếu để cho những sợi lôi điện này tùy ý quấy nhiễu phá hoại chỉ sợ ngày sau ảnh hưởng đến căn cơ tu hành. Sau một phen cân nhắc, xà thiêm quyết tâm liều mạng, cả người bỗng nhiên rơi xuống vũng bùn nhão dưới mặt đất, hẳn là muốn lẩn trốn trước tiên. Cận lưu thấy thế, trong lòng biết không ổn, trên thân xuất hiện độn quang, đang định bay đi. Thế nhưng chỉ thấy trước người gã lóe lên hồng quang, bóng dáng giao tam sớm đã hiện ra rồi. Chạy đi đâu, giao tam quát lên một tiếng, bên kia, hồ tam cũng đã chặn đường lui của gã. Hàn lập ngược lại không lập tức đuổi theo, trong tay vẫn cầm trường kiếm duy trì hình tượng cự ma ba đầu sáu tay lơ lửng giữa không trung chừng mắt quét khắp mặt đất tìm kiếm tung tích xà thiềm đúng lúc này dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên một bóng người toàn thân bao phủ hỏa diễm màu bạc từ dưới đất sông ra bay lên trên trời quần áo kẻ kia rách nát đầu tóc tán loạn trên người đầy vết thương bộ dạng chật vật không chịu nổi đúng là xà thiềm theo sát phía sau còn có một con hỏa điều khổng lồ toàn thân ngân diễm lượn lờ vỗ cánh bay ra truy đuổi theo. Hàn lập thấy thế, cái đầu cử viên ở giữa nhếch miệng cười một tiếng, lướt theo xà thiềm đang hoảng hốt dập lửa trong không trung, một lần nữa vung kiếm chém xuống. Chỉ thấy trên màn trời, kiếm quang lại sáng lên lần nữa, ngàn vạn tia điện mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một kiếm ảnh cực lớn xé rách màn trời, trùng trùng điệp điệp chém xuống xà thiềm. Huynh muội Lam Nguyên Tử thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên phức tạp, dù sao quan hệ giữa hai người với xà thiềm không tầm thường, mắt thấy tính mạng xà thiềm bị nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hai người sau một hồi cân nhắc, đang muốn ra tay, đã thấy mặt xà thiềm lộ vẻ phẫn uất cuồng loạn gào rít mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Vừa dứt lời, chỗ mì tâm bỗng nhiên nứt toát ra một cái miệng máu, từ đó bắn ra một viên trâu trắng như tuyết, lớn bằng trái long nhãn. Viên trâu lao vút lên trời, thẳng vào kiếm ảnh của Hàn Lập. Không tốt, mụ muốn tự bạo yêu đan, lôi ngọc sách thấy thế, kinh sở kêu lên một tiếng, vô thức che chắn cho tô an thiến bên cạnh. Không đúng, đây là thiềm Nguyệt Châu. Huynh muội Lam Nguyên Tử đã dừng bước, kinh nghi nói. Sao Tam nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động, tục truyền trong thế gian, trong yêu vật thiềm thử có một loại đặc thù gọi là Nguyệt Cung, ngoại trừ bản mệnh yêu đan, trong cơ thể còn có một viên thiềm Nguyệt Châu, dùng để hấp nạp Nguyệt Hoa, trợ giúp tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Mức độ trọng yếu của nó cũng gần bằng Nguyên Anh và yêu đan. Bản thể xa thiềm chính là loại này, tu luyện đến cảnh giới đại la, thiềm nguyệt châu bên trong đã tích lũy nguyệt hoa không biết bao nhiêu vạn năm lực lượng ẩn chứ không thể tưởng tượng nổi một khi bộc phát uy lực khó đoán mọi người biết được lợi hại nhao nhao chạy trốn ra xa hùng sơn tự biết thực lực bản thân yếu nhất sớm đã là người đầu tiên trốn đến chỗ rất xa hàn lập cũng cảm thấy không ổn muốn thu kiếm về nhưng không còn kịp nữa thiềm nguyệt châu bay đến trong phạm vi lôi quang kiếm ảnh dung đột kịch liệt một lúc tiếp theo ầm một tiếng nổ tung chỉ thấy trên không trung bầu trời vốn đang sáng như tuyết, bỗng nhiên ảm đạm như đột ngột rơi vào màn đêm. Một mảnh ánh trăng trong vắt, lạnh lùng chiếu xuống, khiến cho phạm vi ngàn dặm bên trong đều rát lên một tầng ngân xương. Trong nháy mắt, cả phiến không gian đều bị ánh trăng ngưng kết lại, tiếp theo đùng một tiếng, vỡ vụn ra. Giống như hương bạc bị vỡ, trong hư không xuất hiện từng khe nứt không gian tối như mực, bên trong chúng mơ hồ có thể thấy tràn ngập ánh sáng năm màu chói mắt và từng trận không gian phong bạo, truyền ra lực lượng không gian pháp tác vô cùng cường đại, làm cho người ta kinh hãi không thôi. Giao Tam thấy thế, vội vàng thi triển thủ đoạn, né tránh các khe nứt bốn phía. Không biết tại sao bốn phía xuất hiện quá nhiều khe nứt, tất cả mọi người đều là đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Tô An Thiến sau một thoáng sơ sẩy, thiếu chút nữa bị một khe nứt đột ngột hiện ra sau lưng hút vào, may mà lôi ngọc sách không để ý thương thế trên người, kịp thời ra tay cứu giúp, mới kéo lại được. Hai lần được gã xuất thủ cứu giúp, dù Tô An Thiến là khối hàn băng nghìn năm cũng sinh ra một tia ấm áp, nhìn về phía lôi ngọc sách, đột nhiên có cảm giác gã không phải là người bảo thủ vô vị như trước đã từng nghĩ. Cận lưu bên kia không có vận khí tốt như vậy, vừa rồi y bị mọi người vây ở giữa, cho nên rút lui muộn nhất, vừa bay được hơn nghìn trượng, liền đụng phải một khe nứt cực lớn vắt ngang hư không. Tuy rằng y cưỡng ép thân thể chuyển hướng, lướt sát qua bên cạnh khe nứt nhưng vẫn không thể trốn thoát, bị lực lượng cường đại bên trong khe nứt chuyển ra hút vào thôn phệ, ngay cả nguyên anh cũng không thể chạy thoát bên trong trung tâm phiến lư không thiềm nguyệt châu vừa nổ tung khắp nơi dày đặc khe nứt bóng dáng xà thiềm đã sớm biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một mình hàn lập sau lưng lơ lửng một bảo luân màu vàng phát tán từng tấc kim quang ngăn cản khe nứt mở rộng mọi người nhìn lại chỉ thấy trong tay hàn lập cầm một cái hồ lô xanh biếc miệng hồ lô quay về phiến lư không phía trước trong miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy màu xanh lục không ngừng quay tròn một chút tinh phấn màu bạc trắng giải rác trong hư không bốn phía bắt đầu tụ lại, dần dần ngưng tụ thành non nửa viên châu trắng như tuyết, đúng là thiềm nguyệt châu. Vật ấy không biết đã ngưng tụ tinh túy nguyệt hoa bao nhiêu vạn năm, trực giác hàn lập mách bảo vật này có tác dụng với mình không nhỏ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thu thập lại. Sau đó, hắn đưa tay triệu hồi tinh viêm hỏa điểu, thân hình xuyên thẳng qua trùng trùng điệp điệp khe nứt không gian, bay trở về mặt đất. Về trận đại chiến vừa rồi, những người khác đều không hẹn mà cùng giữ yên lặng không nói, không ai chủ động đề cập đến, chỉ tự mình phục dụng đan dược, sau đó nhắm mắt khoanh chân điều dưỡng hồi lâu. Vừa rồi xin đa tạ chư vị, Hàn Lập sau khi điều tức xong, đứng dậy hơi chắp tay với mọi người, nói ra. Lúc trước những người này không nghe theo sự xúi dục của xà thiềm mà động thủ với hắn, mặc dù rất nhiều người là do bo bo giữ mình và bảo tồn thực lực, nhưng ở một mức độ nhất định, cuối cùng cũng là giúp hắn. Hàn đạo hiểu bằng vào thực lực của chính mình ứng đối, chúng ta không có liên quan, Giờ phút này lôi ngọc sách đã khôi phục được rất nhiều, đứng dậy nói ra. Hàn huynh một mình đối chiến tu sĩ Đại La, lần này hùng mỗ thật sự được mở rộng tầm mắt, không thể không phục. Hùng Sơn nhìn Hàn Lập, ánh mắt phức tạp nói. Giao tam cao mày, dường như đang suy nghĩ cân nhắc điều gì, trầm ngâm không thôi. Chúng ta không nên chậm chế nữa, tiếp tục đi thôi. Hàn Lập hơi nhíu mày nói với mọi người. Mọi người đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục khởi hành, lần lượt đi vào màn sáng trong cổng vòng bằng đá hàn lập bỗng thấy hoa mắt đến khi khôi phục lại tinh thần cả người đã xuất hiện trong một cái động quật màu xám động quật nơi đây diện tích khá lớn kéo dài về trước trước mắt chỉ toàn một màu đen xì nhìn không tới điểm cuối không biết dài bao nhiêu phía trước thổi đến từng trận gió lạnh ô ô rung động nhiệt độ trong động quật khá thấp mơ hồ có thể thấy một tầng xương lạnh màu đen trên thạch bích đám người lôi ngọc sách lần lượt xuất hiện phía sau cùng nhau dò xét xung quanh mà đi sau một hồi lâu quan sát lông mày hàn lập đột nhiên nhíu lại. Khúc lân tiến vào lúc trước bây giờ không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã rời khỏi nơi này đi về phía trước rồi. Những người khác cũng lập tức phát hiện không thấy bóng dáng khúc lân, thần tình đều trầm xuống, trên thực tế trên mặt đám người lôi ngọc sách, hồ tam, giao tam lại hiện lên vẻ sốt ruột. Đi thôi, đi về phía trước xem thử một chút, tuy nhiên nơi đây có chút cổ quái, dường như cũng không phải vùng đất yên lành, tất cả mọi người cẩn thận thêm chút nữa. Hàn lập nói ra, sau đó dẫn đầu bước tới trước. Lúc trước hắn đại triển thần uy nên những người khác không cảm thấy có vấn đề gì không ổn, đều đi theo phía sau. Tầng thứ bảy này áp chế thần thức càng mạnh hơn nữa, thần thức mọi người chỉ phát tán ra hai ba mươi dặm liền không thể tiếp tục được nữa, vì vậy tất cả mọi người đều không phi độn tiến lên, mà lựa chọn đi bộ. Cũng may tu vi mọi người ở đây đều rất cao thâm, mặc dù là đi bộ, tốc độ vẫn rất nhanh. Chỉ là động quật dưới mặt đất này không ngờ rất dài, đoàn người đi đã hơn nửa khắc, phía trước không hề có dấu hiệu nào đến điểm cuối, hơn nữa càng tiến lên gió lạnh xung quanh càng thổi mạnh cẩn thận hàn lập đi đầu tiên bước chân ngừng lại trầm giọng nói hắn vừa dứt lời gió lạnh phía trước chấp động hắc quang bảy tám bóng đen từ trong bắn ra xuất hiện trước mặt mọi người chính là mấy con quái vật mặt người thân sói những con quái vật này đều cao vài trượng trên thân bao phủ một lớp lông dài đỏ thẫm như áo tơi khoác lên người dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía mọi người tốc độ không chỉ cực nhanh mà lực công kích cũng tương đối mạnh mẽ từng đạo hắc phong từ giữa móng vuốt sắc bén của quái vật bắn ra, dễ dàng lưu lại một vệt sâu trên mặt đất và vách động, còn kèm theo vết cháy đen, giống như bị ăn mòn. Đây là cái gì vậy? Đám người lôi ngọc sách có chút lắp bắp, nhưng không có bối rối, lập tức vung tay lên. Từng đạo kiếm khí, thủy lôi bắn ra như mưa đánh tới đám quái thú hình sói. Giống, những con quái vật này dường như biết rõ lợi hại, há mồm phun một cái, phụt ra một mảnh hỏa diễm đỏ thấm, tạo thành một biển lửa đỏ thấm, ý đồ ngăn cản công kích của mọi người. Nhưng vài đầu quái thú ở đây làm sao có thể ngăn cản công kích của đám người lôi ngọc sách, kiếm khí, thủy lôi dễ dàng xuyên thủng biển lửa đỏ thấm, đánh cho đám quái kia nát vụn. Sau khi đám quái thú bị giết, thi thể của bọn chúng nhanh chóng hóa thành từng trận khói đen phiêu tán đi, nhưng lưu lại từng viên châu đỏ thấm cỡ nắm tay, tản mát ra trận trận vầng sáng êm dịu. Ô, những viên châu này là... Văn Trọng khẽ kêu một tiếng, đưa tay phát ra một cỗ kim quang chụp vào những hạt châu kia. Đừng động vào những viên, ma châu kia, Hàn Lập vội vàng lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, kim quang do văn trọng phát ra đã chạm vào những viên châu kia. Bùm bùm bùm, những viên châu kia vừa chạm phải kim quang đột ngột nổ tung, hóa thành những quang đoàn màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt, cuồn cuộn mở rộng ra bốn phương tám hướng. Trường 1086 cổ kiếm, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, động quật bị trùm sáng đỏ thấm tác động đến, lập tức đổ sụp xuống, nhất thời đá rung núi chuyển, vô số đá vụn to lớn rơi xuống, bao phủ bọn người Hàn Lập vào trong đó. Cũng may bọn Hàn Lập hiểu một chút về thổ độn thuật, ngay lúc động quật sụp đổ, lập tức thi thuật nhao nhao chui xuống mặt đất. Nhưng ngay lúc mấy người tiềm nhập vào lòng đất, một trận cười cà cà quái dị từ dưới đất truyền ra, khiến trong lòng mọi người run lên. Ngay sau đó, một cự trào màu đen to như căn phòng từ sâu trong lòng đất thỏ ra, như thiểm điện chụp vào đoàn người chủ nhân cự trảo là một quái thú to lớn, tương tự thần lằn, nhưng lại to hơn nhiều so với thần lằn. Con thú này tiềm phục trong lòng đất, khí tức không khác nhiều so với thổ nhưỡng núi đá chung quanh, không chút dấu hiệu đột ngột đánh lén đám người. Bọn người lôi ngọc sách không phát hiện dưới mặt đất ẩn núp một con quái thú như thế, muốn ngăn cản đã muộn, mắt thấy sắp bị cự trảo màu đen chộp chúng. Trong mắt hàn lập lóe lên hàn quang, một ngón tay điểm ra. Phụt một tiếng, một đạo thiểm điện màu vàng trói mắt bắn ra, đánh vào trên cự chảo màu đen. Đạo thiểm điện màu vàng này nhỏ không có chút ý nghĩa nào so với cự chảo màu đen, nhưng khi cả hai vừa va chạm, cự chảo màu đen lại phảng phất như giấy tùy tiện bị xé toạc ra. Thiểm điện màu vàng đánh nát cự chảo màu đen, không ngừng chút nào, lóe lên đánh vào ngực quái thú màu đen, phốc một tiếng, xuyên thủng ra một lỗ máu to bằng vạc nước. Trong miệng quái thú thần lần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khổng lồ bỗng nhiên co rụt lại, muốn trốn vào trong lòng đất. Nhưng giờ phút này mấy người lôi ngọc sách đã kịp phản ứng, các loại công kích như mưa cuốn tới, đổ ập lên người quái thú thần lằn, nhất thời đánh cho thân thể quái thú thành cái sàng, vẫn lạc ngay tại chỗ. Thi thể của nó giống những quái thú hình sói kia, bục một tiếng hóa thành một cỗ hắc khí, mặc dù dưới đất nhưng vẫn như cũng nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, những nơi đi qua thổ nhưỡng núi đá đều bị nhuộm đen kịt. Bọn người hàn lập gần trong gang tấc lập tức bị hắc khí tác động đến, vội vàng tự mình mở ra vòng sáng hộ thể, ngăn cản hắc khí bên ngoài. Hùng Sơn đứng cuối cùng, quanh người cũng hiện ra một tầng hào quang màu vàng, che lại toàn thân. Hắc khí mãnh liệt cuốn đến, bị hào quang màu vàng ngăn ở bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc quang cực kỳ mỏng manh từ trong hắc khí bắn ra, vô thanh vô tức xuyên thấu kim quang hộ thể của Hùng Sơn, lóe lên chui vào thể nội y. Dưới sự bối rối, Hùng Sơn không hề cảm giác được thứ này, những người khác cũng không phát giác ra. Sau khi giết quái thú thần lằn, đoàn người không dừng lại, tiềm hành về phía trước một hồi lâu, chờ chung quanh sụp đổ lắng lại, mới chui ra mặt đất. Thật có lỗi, bởi vì do tại hạ, làm chư vị lâm vào hiểm địa, còn suýt nữa thụ thương, thật sự có lỗi. Văn Trọng ấy náy nói, Văn Đạo Hữu không cần tự trách như vậy, chúng ta đều không phát hiện ra quái vật hình sói kia, ai mà ngờ những hạt châu kia đụng một cái liền nổ ra. Đúng rồi, Hàn Đạo Hữu tựa hồ nhận ra những vật kia, không biết lai lịch chúng ra sao. Tô An Thiến Trấn An một câu, sau đó hỏi Hàn Lập. Những người khác nghe vậy, đều nhìn lại. Những quái thú hình sói kia là một loại ma thú trong ma vực, tên là thi ma lang, chư vị không nhận ra cũng không lạ, thể nội con thú này ngưng kết ra thi hỏa châu, không được nhiễm nguyên khí khác, nếu không sẽ lập tức bạo liệt ra. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nói ra, "Ma thú ma vực, khó trách." Đám người giật mình, bất quá nếu Hàn Lập nhận ra con thú này, hẳn là đã đi qua ma vực. Trong lòng mọi người hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, giờ phút này cũng không phải lúc tìm ra đáp án, rất nhanh tiếp tục đi dọc theo động quật tiến lên lại đi tới một khắc đồng hồ phía trước bỗng nhiên sáng lên phía trước xuất hiện một khu vực trống trải khá lớn so với động quật trước thì lớn hơn trăm lần trên đất trống trưng bày từng đống khoáng thạch màu vàng có lớn có nhỏ lớn cao mấy chục trượng phảng phất như gò núi nhỏ chỉ cao cỡ một người tựa hồ là người chất đống ở chỗ này ẩn ẩn hình thành một cái thạch trận một đoàn người liếc nhau thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ ngưng trọng càng thêm cẩn thận tiến lên cất bước vào trong thạch trận cũng may sau khi tiến vào thạch trận chung quanh cũng không phát sinh biến hóa gì, trong lòng mọi người khẽ buông lỏng, hơi dừng một chút lại tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, một đoàn người đi ra hơn 10 dặm, trong khoáng thạch phía trước bỗng nhiên biến mất, một quảng trường cỡ nhỏ xuất hiện ở phía trước. Mặt đất quảng trường lát gạch màu vàng, kim quang lóa mắt, mà giữa quảng trường thình lình đứng vững một tòa tế đàn màu vàng cao trăm trượng. Tế đàn phân ba tầng, toàn thân dùng một loại vật liệu màu vàng óng tạo thành, mà lại tự nhiên hình thành, không có chút vết tích xây dựng. Đỉnh tế đàn là một bình đài màu vàng lớn gần trượt, khắc họa một đồ án thái cực màu vàng, một bên đồ án thái cực có cắm một thanh cổ kiếm màu ám kim, thân kiếm lại là hình tam giác. Một mặt tam giác khắc họa nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc họa sông núi cỏ cây, mặt cuối cùng là đồ án long phượng. Kim quang sáng tỏ từ cổ kiếm màu ám kim tản ra, ẩn chứa trong đó đạo đạo ba động kim chi pháp tắc, chiếu xạ lên thân bọn hàn lập. Tất cả mọi người lập tức cảm giác được trận trận nhói đau, tựa hồ bị cắt chém vậy. Bên kia đồ án thái cực lại trôi lơ lửng một ngọn lửa màu vàng to bằng đầu người, tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Từng đạo phù văn màu vàng từ trong đồ án thái cực màu vàng lan tràn ra khắp toàn bộ tế đàn, hình thành một pháp trận hình dạng lồng giam. Kim chi pháp tắc và thời gian pháp tắc đan vào một chỗ, chẳng những không có cảm giác xung đột, ngược lại dị thường hài hòa, bao phủ toàn bộ tế đàn vào trong. Bất quá trên tế đàn lại nứt ra một cái khe to lớn, bên trong một mảnh đen kịt, từ đó truyền ra từng luồng từng luồng hắc phong u lãnh, phát ra tiếng rít ô ô, phảng phất từ trong u minh địa ngục thổi ra. Thạch trận chung quanh quảng trường tựa hồ che đậy khí tức, lúc trước ở trong trận, một đoàn người không phát giác được tế đàn tồn tại. Giờ phút này đi ra thạch trận, một cỗ khí tức cực lớn xông thẳng vào mặt, thân hình đám người đều cứng ngắc ngay tại đó. Đây là cái gì? Phong ấn, Tô An Thiến nhìn tế đàn màu vàng, đôi mắt đẹp mở lớn, thì Thảo nói ra. Mà Hồ Tam, Giao Tam cũng nhìn tế đàn màu vàng, bởi vì chấn kinh mà nhất thời không nói gì. Hàn Lập cũng kinh ngạc đánh giá tế đàn, ánh mắt rất nhanh chuyển qua cổ kiếm và ngọn lửa màu vàng ở trên đỉnh tế đàn. Cổ kiếm này sử dụng vật liệu không phải là thiên kim toàn trước đó đã thấy qua sao. Khó trách có khí thức lăng lệ như thế, còn ngọn lửa màu vàng ống kia ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cực kỳ kỳ lạ, có loại cảm giác tuế nguyệt như thoi đưa, khác biệt hoàn toàn với năm loại pháp tắc của đại ngũ hành Nguyễn thế quyết. Trong lòng hắn suy nghĩ, tâm thần bị hai vật trên tế đàn hấp dẫn. So với mọi người, lôi ngọc sách và văn trọng lại biểu hiện tương đối bình tĩnh, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hùng Sơn đứng cuối đoàn người nhìn cổ kiếm màu vàng trên đỉnh tế đàn, cả người sững sờ một chỗ, trong mắt nổi lên vẻ khát khao vô cùng mãnh liệt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt của y quét qua bọn người hàn lập, thân hình bỗng nhiên bắn ra, đồng thời trên thân đại thịnh kim quang, quay tít một vòng hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, như lưu tinh chộp tới cổ kiếm màu vàng. Hùng đạo Hữu không nên lỗ máng. Đám người thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhất là hai người lôi ngọc sách và văn trọng càng kinh hãi hơn, đồng thời kinh hô, cùng trực tiếp phi thân lên, muốn ngăn Hùng Sơn lại, đáng tiếc đã chậm một bước. Bành một tiếng vang thật lớn, đại thủ vàng óng chộp vào trên cổ kiếm, trên cổ kiếm bỗng nhiên tỏa ra đạo đạo kiếm quang màu vàng, cắt chém lên đại thủ vàng óng, tùy tiện chém vỡ nát đại thủ vàng óng kia. Không chỉ như vậy, cổ kiếm màu vàng tựa hồ bị chọc giận, thân kiếm rung ong ong, phát ra trận trận kiếm giết, từng đạo kiếm khi ông ánh nổi lên, vò tới bốn phương tám hướng. Đám người hàn lập nhất thời bị một cỗ kiếm ý lăng lệ phô thiên cái địa bao phủ, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng tự mình thi pháp phòng ngự. Lam thị huynh muội lập tức đứng thẳng mặt đối mặt, Lam nguyên tử há miệng phun một cái, phun ra một viên châu màu lam, trên hạt châu minh khắc tám đạo phù văn hình rồng màu lam. Gã bấm niệm pháp quyết một cái, chỉ nghe bục một tiếng, viên châu màu lam hóa thành một lồng sáng hình cầu màu lam lớn vài trượng, bao thân của gã và Lam Nhan lại. Giao Tam và Hồ Tam thấy thế, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên trước người, một tiểu thuẫn chấp động bạch quang được tế ra ngoài. Lúc thuẫn này chấp động, bạch quang lập tức điên cuồng phát ra, hóa thành một lồng sáng màu trắng bảo vệ hai người. Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng cũng lập tức liên thủ, hai tay hai người cùng vung lên, từng tiểu kỳ màu vàng từ trong tay hai người bắn ra, rơi vào phụ cận, hình thành một vòng tròn. Từng đạo kim quang trói mắt từ trên tiểu kỳ nở rộ ra, hình thành một quang trận màu vàng, bao hai người lôi ngọc sách vào trong đó tô tiên tử mau mau vào trận lôi ngọc sách nhìn về phía tô an thiến đứng gần đó đang chuẩn bị thi pháp tay gã bấm niệm pháp quyết điểm một cái quang trận màu vàng lập tức kéo dài về phía bên cạnh bao phủ tô an thiến vào trong đó quang trận vốn tròn trịa lập tức biến thành hình bầu dục trong mắt tô an thiến hiện lên một tia phức tạp nhưng cũng không né tránh mặc cho lồng sáng màu vàng bao lại chính mình bất quá ngọc thủ nàng vung lên tế ra một đại phiên màu lam một gợn sóng màu lam từ trên lá cờ bay ra, hình thành một lồng sáng màu xanh lam, bao phủ ba người vào trong đó, lại tăng thêm một tầng phòng ngự. Hàn lập cũng khẽ quát một tiếng, hơn 900 chỗ huyền khiếu bên ngoài thân sáng lên quang mang, sau đó chấp động kịch liệt. Lúc quang mang chấp động, quanh người hàn lập hình thành một tầng tinh mô thật dày, chính là chân cực chi mô. Không chỉ như vậy, hắn bấm niệm pháp quyết phung lên, trong tay áo lôi quang màu vàng chấp liên tục, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay múa quanh thân, hình thành một mảnh kiếm mạc màu vàng, phía trên lại có hồ quang điện lượn lờ. Hàn Lập vừa mới làm xong những thứ này, những kiếm khi óng ánh lăng lệ không gì sánh được kia liền bay vụt tới, chạm lên trên kiếm mạc màu vàng. Rầm rầm rầm, kiếm mạc màu vàng nổi lên sóng gió kịch liệt, phát ra liên tục thanh âm bạo liệt, nổ bắn ra vô số hỏa tinh chói mắt. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm phát hỏa tinh bắn ra bốn phía, mặc dù không bị phá hủy, nhưng kiếm trận vốn chỉnh tề lại chấn động, nhìn thấy sắp sụp đổ. Hàn Lập biến sắc, cả người mang kiếm trận bắn ngược về phía sau, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay dương ra, quanh người hiện ra từng đạo quang điện màu vàng thô to, lập tức dung nhập vào trong kiếm trận chung quanh. Nguyên bản kiếm trận gần như sụp đổ lập tức ổn định lại, nhưng vẫn có mấy đạo kiếm khi ong ánh trước khi kiếm trận ổn định thừa dịp khe hở chui vào, chảm lên trên người hắn. Trên chân cực chi mô chấp động tinh quang, mặt ngoài trở nên bóng loáng như mặt kính, theo bục bụp vài tiếng trầm đục, ngăn cản mấy đạo kiếm khí kia lại. Uy năng chân cực chi mô theo số lượng huyền khiếu gia tăng mà gia tăng theo, Hàn Lập bây giờ mở ra hơn 900 huyền khiếu, lực phòng ngự của chân cực chi mô cực kỳ cường đại, đã vượt qua bất luận kiện tiên khí nào trên người hắn. Mà giờ phút này hắn đã bay ra khỏi phạm vi kiếm khí bao phủ, thân thể lên xuống mấy cái, hạ xuống một đống đá phía ngoài. Chương 1087, hành động khác thường. Hàn Lập bình yên vô sự cản được những đạo kiếm khí óng ánh này, nhưng những người khác lại có chút không ổn bên trong màn sáng hình cầu bao quanh người lam thị huynh nguội phát ra một hồi âm thanh xoẹt bị chém thành vô số vết rách màn sáng hình cầu màu lam điên cuồng nhấp nháy mắt thấy như muốn tan vỡ bên trong ẩn hiện huyết quang sắc mặt hai người đại biến trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết bên ngoài cơ thể lập tức chấp lóe lên ánh sáng màu lam từng sợi tơ màu lam bắn ra chui vào bên trong vòng bảo hộ trên vòng bảo hộ lập tức thủy quang đại thịnh hiện ra tám hư ảnh lam long cấp tốc bay múa xung quanh phát ra trận trận tiếng long ngâm vòng bảo hộ màu lam lập tức ổn định lại, ngoan cường chống đỡ kiếm khí tập kích, đồng thời thối lui ra sau, lóe lên một cái đã bay ra bên ngoài quảng trường. Bên trong vòng bảo hộ, Lam Nguyên Tử bị chặt mất một đoạn đến khuỷu tay, trên vai Lam Nhan bị một vết kiếm rất sâu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Uy lực những đạo kiếm khí ông ánh này vượt xa dự đoán của hai người, may mắn bọn họ xuất ra chính là tiên khí phòng ngự áp dương bát long thủy châu, nếu không nhất định bị chém chết tại chỗ, màn sáng màu trắng trước người hồ tam và dao tam cũng bị rơi vào tình trạng y hệt bị kiếm khi ông ánh chém ra vô số vết rách mắt thấy sắp vỡ vụn trong lúc nguy cấp hai tay dao tam đặt lên trên vòng bảo hộ lòng bàn tay bộc phát ra hai luồng ánh sáng đỏ sậm tạo thành một màn sáng đỏ sậm bên trong cuồn cuộn một cỗ lực lượng luân hồi pháp tắc màn sáng đỏ sậm thoạt nhìn qua có vẻ không chắc chắn nhưng lại cứng cỏi dị thường vững vàng ngăn cản kiếm khí tập kích tuy nhiên hai người không hề lui lại mà ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào tế đàn màu vàng. Bên kia, màn sáng màu vàng bao quanh ba người lôi ngọc sách bị những đạo kiếm khí kia đánh trúng. Lôi ngọc sách và văn trọng đồng thời niệm chú ngữ, hai tay giống như sa luân bay múa, liên tục đánh ra đủ loại pháp quyết về phía quang trận màu vàng. Bên trong quang trận màu vàng lập tức hiện ra một đạo kiếm ảnh màu vàng cao trăm trượt, ông ông rung động không ngừng. Những đạo kiếm khi ông ánh kia tiến vào màn sáng màu vàng lập tức ngoan ngoãn quay tròn xung quanh kiếm ảnh, sau đó như trăm sông đổ về một biển dung nhập vào bên trong. ô, hùng sơn đâu rồi? hàn lập khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua bốn phía. hùng sơn gần thanh cổ kiếm màu vàng nhất sẽ không bị đánh chết chứ? nhưng một cảnh tượng sau đó lại làm cho hàn lập hơi ngẩn ra. chỉ thấy giờ phút này thân thể hùng sơn bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ, cả người hóa thành một mảnh xương mù màu vàng, tản mát ra kiếm ý như sương mây. từng đạo kiếm khí chém lên trên người gã lập tức xuyên thấu qua dường như không tạo thành thương tổn cho gã. Đây là bí thuật gì vậy? Hàn Lập không khỏi nhíu mắt lại, lập tức phát hiện kiếm khí chém lên sương mù màu vàng do Hùng Sơn biến thành không phải là không bị tổn thương. Mỗi một đạo kiếm khí chém lên, xương mù màu vàng liền giảm đi một phần. Tuy nhiên vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, Hùng Sơn giờ phút này chẳng những không lui về phía sau, xương mù màu vàng do gã biến thành cuồn cuộn dâng lên, tiếp tục lao tới phía cổ kiếm màu vàng, trong nháy mắt đã tới phạm vi 10 trượng gần cổ kiếm đoàn hỏa diễm màu vàng bên cạnh cổ kiếm dường cảm thấy điều gì đột nhiên hóa lớn lên ba phần hơn nữa kịch liệt bốc lên rừng rực phát ra tiếng rít suy suy từng đạo hỏa quang màu vàng từ trong ngọn lửa bắn ra cùng kiếm khí do cổ kiếm phát ra dung hợp vào nhau kiếm khí vôn óng ánh giờ phút này bị bao phủ một tầng ánh sáng hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt, nhạt biến thành từng đạo hỏa diễm kiếm khí âm một tiếng hỏa diễm kiếm khí như ăn được thuốc bổ tăng vọt lên mấy lần lúc đầu chỉ bao phủ xung quanh tế đàn ba bốn trăm trượng giờ phút này thoáng một cái đã bao phủ phạm vi gần nghìn trượng xung quanh. Sương mù màu vàng do hùng sơn biến thành lập tức bị hỏa diễm kiếm khí bao vây, kịch liệt cuộn lên, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, từ trong truyền ra âm thanh kêu la thảm thiết. Hồ Tam, Giao Tam và cả ba người lôi ngọc sách lập tức cũng bị hỏa diễm kiếm khí bao phủ, bên trong tức khắc truyền ra âm thanh gào thét kinh hô, không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Lập và Lam Thị Huynh Muội đã thối lui đến chỗ an toàn, giờ phút này kiếm khí tăng vọt khiến cả ba người lại bị cuốn vào trong đó. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí chém lên xung quanh màn kiếm bao quanh Hàn Lập. Màn kiếm màu vàng len keng nổ mạnh, trong nháy mắt bị xé toạc ra. 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm giống như lá rụng trong cuồng phong, quay tròn đập vào nhau, tiếp theo bị đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm kiếm khí xé rách được kiếm trận màu vàng, lập tức chém lên người hắn. Chân cực chi mô quanh người Hàn Lập chợt hiện lên tinh quang, bên trong truyền ra âm thanh xì xì, lúc đầu vốn có thể ngăn cản kiếm khí ong ánh tuy nhiên giờ phút này bất ngờ bị chém thành từng vết sâu hóm, xuyên thủng hơn phân nửa. Lúc này hắn không còn lưu lại thủ đoạn nữa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ông một tiếng, sau lưng hắn hiện ra chân ngôn bảo luân, vô số gợn sóng dày đặc hiện ra bao phủ phạm vị trăm trượng xung quanh. Hỏa diễm kiếm khí bị gợn sóng màu vàng bao vây, lập tức chậm chạp đi rất nhiều, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục chém tới Hàn Lập. Hàn Lập ồ nhẹ lên một tiếng, lập tức nhìn lên hỏa diễm màu vàng bên trên kiếm khí, trong lòng chợt giật mình, pháp quyết trong tay biến đổi lần nữa. Bên cạnh chân ngôn bảo luân chớp động kim quang, đoạn thời hỏa bả hiện ra. Một tầng kim quang hình hỏa diễm màu vàng từ trên đoạn thời hỏa bả lan ra, tạo thành một linh vực màu vàng, chính là đoạn thời hỏa cảnh. Số lượng sợi tơ thời gian trên đoạn thời hỏa bả tăng lên rất nhiều, uy lực của đoạn thời hỏa cảnh cũng theo đó tăng lên, những nơi đi nó qua mọi thứ hoàn toàn bất động, so với đoạn thời hỏa cảnh của kỳ ma tử cũng không kém hơn là mấy. Những đạo hỏa diễm kiếm khí kia bị đoạn thời hỏa cảnh bao phủ, cuối cùng phải dừng lại. Giờ phút này một tiếng nổ lớn từ bên cạnh truyền đến, nhưng là từ chỗ hai người Lam Nguyên Tử. Trong lúc âm thanh nổ lớn vẫn chưa ngừng, một vầng kiêu dương màu lam lớn chừng mấy trăm trượng hiện ra. Một giải ánh sáng màu lam cực lớn từ đó bắn ra, điên cuồng cuộn ra bốn phía xung quanh. Tám con lam long từ trong vầng kiêu dương bắn ra, dương nanh múa vuốt đánh lên những đạo hỏa diễm kiếm khí kia trong chớp mắt chặn đứng hỏa diễm kiếm khí đang phô thiên cái địa phóng đến nhân lúc khoảng cách đôi bên chỉ còn trong chớp mắt hai bóng người từ trong vầng kiêu dương màu lam bắn ra như thiểm điện trong nháy mắt rơi xuống phía xa xa hiện ra bóng dáng hai người lam nguyên tử giờ phút này sắc mặt hai người trắng bệch vết thương trên người càng nhiều thêm mấy lần máu tươi đầm đìa bộ dạng vô cùng chật vật họ vội vàng lấy đan dược chữa thương ăn vào hàn lập liếc mắt nhìn hai người sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn lên cổ kiếm và ngọn lửa màu vàng trên đỉnh tế đàn, trong mắt liên tục hiện ra dị sắc. Cổ kiếm màu vàng kia là một thanh tiên khí kim chi pháp tắc, mà hỏa diễm màu vàng lại ẩn chứa thời gian pháp tắc, hai loại pháp tắc lại có thể kết hợp sử dụng khiến uy lực tăng vọt lên rất nhiều. Trước đây thanh trúc phong vân kiếm của hắn không sinh ra lôi chi pháp tắc thì có thể kết hợp cùng thời gian pháp tắc, nhưng sau khi thanh trúc phong vân kiếm sản sinh ra lôi chi pháp tắc, hoàn toàn lột xác thành tiên khí, lại không hòa hợp với thời gian pháp tắc nữa, rốt cuộc không có cách nào cùng thi triển được nếu như thanh trúc phong vân kiếm cũng có thể kết hợp cùng lực lượng thời gian pháp tắc uy lực tất nhiên sẽ không tầm thường mới nghĩ đến đây trái tim hàn lập đã đập thình thịch giơ tay vung lên thanh trúc phong vân kiếm vừa bị đánh bay lúc trước bay vụt quay về chui vào trong tay áo hắn sau đó thân hình hắn chấp động mang theo chân ngôn bảo luân và đoạn thời hỏa cảnh bay tới phía tế đàn nhưng đúng lúc này gió đen từ trong khe nứt trên tế đàn đột nhiên thổi ra vù vù một luồng gió lạnh khổng lồ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ động quật, hỏa diễm và kiếm khí dày đặc xung quanh tế đàn cũng không cách nào ngăn cản. Từng cơn gió đen gào thét thê lương, toàn bộ động quật trong nháy mắt đất đá bay mù trời, khắp nơi đều ầm ầm nổ mạnh. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, thân hình đang lao đến lập tức dừng lại. Giờ phút này cổ kiếm hỏa diễm trên tế đàn lần nữa sáng ngời, pháp trận màu vàng trên tế đàn theo đó chợt hiện, mãnh liệt thu vào từng đạo hỏa diễm kiếm khí đã bắn ra không còn chém giết đám người Hàn Lập nữa mà chụp vào khe hở. Bây giờ mới nghĩ đến việc đối phó chúng ta, đã quá muộn rồi. Một tiếng cười gần khạc khạc từ trong khe hở màu đen truyền ra, lập tức hắc quang trong khe hở đại thịnh. Một tia chất màu đen thô to từ trong khe nứt bạo liệt bắn ra, xuyên thủng hỏa diễm kiếm khí phía trước tạo thành một cái lỗ hổng lớn, hung hăng bổ lên ngọn hỏa diễm màu vàng. Ngay lúc tia chất màu đen bắn ra thì trong nháy mắt bên trong hỏa diễm kiếm khí dày đặc lóe lên kim quang một cỗ kiếm ý lăng lệ từ trong kim quang vọt ra, rạch vào màn kiếm khí dày đặc như mưa thành một khe hở. Một làn sương mù mỏng manh màu vàng từ trong khe hở bắn ra, chui vào bên trong lỗ thủng lớn do tia chớp màu đen oanh kích ra, sau đó lập tức dọc theo lỗ hổng lao vọt về phía trước, thời cơ cực chuẩn xác. Chỉ có điều mọi việc đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng, hơn nữa làn sương mù màu vàng không dễ bị người khác chú ý cho nên không ai phát hiện ra. Đám người Hàn Lập chỉ thấy điện quang màu đen trói mắt hiện lên, xuyên thủng kiếm khi phía trước, bổ lên hỏa diễm màu vàng trên đỉnh tế đàn. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, ánh sáng hai màu đen và vàng bỗng nhiên đại thịnh bạo liệt nổ tung, hư không xung quanh đều ông ông vặn vẹo một hồi không dứt. Hỏa diễm màu vàng kịch liệt rung lên vài cái, sau đó một tiếng rắc nhẹ nhẹ vang lên, cùng đồ án thái cực gắn liền phía dưới bị đánh gãy, tiếp theo bị đánh bay ra ngoài. Phương hướng hỏa diễm bay ra rất trùng hợp, đúng phía Hàn Lập đang phóng tới. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm ra một cái, mấy sợi thời gian pháp tắc tinh thi từ trong đoạn thời hỏa bả bắn ra, quấn chặt lấy đoàn hỏa diễm màu vàng kia, sau đó kéo mạnh về. Ngoài dự đoán của hắn là hỏa diễm màu vàng không dễ dụa cản trở chút nào, dễ dàng bị hắn kéo đến bên cạnh. Mà giờ phút này, làn xương mù mỏng manh màu vàng kia cũng bay vụt đến đỉnh thế đàn, lóe lên hóa thành một bóng người, đúng là Hùng Sơn. Xa xa Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, nhịn không được kinh ngạc thở nhẹ ra một hơi bộ dạng hùng sơn xem ra có chút chật vật thê thảm trên người chẳng chịt vô số vết thương hai chân và cánh tay trái đã không còn nữa chỉ còn lại một cánh tay phải đầy dẫy vết thương nhưng quỷ dị hơn những vết thương trên người gã không chảy ra một giọt máu tươi nào cổ kiếm màu vàng giờ phút vẫn tỏa ra từng đạo kiếm khí trói mắt như lúc trước thân thể hùng sơn trong nháy mắt bị xuyên thủng thành vô số lỗ hổng gần như tan vỡ nhưng gã không hề trước mắt lấy một cái dường như không nhận ra thân thể đã vô cùng thê thảm gã cuồng nhiệt nhìn thanh cổ kiếm màu vàng, duỗi ra cánh tay phải còn sót lại, nắm chặt chuôi kiếm, sau đó nhổ lên. Hàn lập chứng kiến cảnh này, khẽ nhíu mày, tia chớp màu đen có uy lực mạnh mẽ vừa rồi cũng chỉ miễn cưỡng đánh bay đoàn hỏa diễm màu vàng trên đỉnh tế đàn, Hùng Sơn giờ phút này xem ra rất gay gâu, muốn rút cổ kiếm màu vàng kia ra, chỉ sợ không có khả năng. Sau đó xuất hiện một cảnh tượng ngoài dự đoán của Hàn Lập và tất cả mọi người. Chương 1088, rút kiếm đại hoang. Cổ kiếm màu vàng phát ra một tiếng thanh minh, sau đó bị một tay Hùng Sơn nhẹ nhàng nhổ lên. Một tay Hùng Sơn cầm cổ kiếm màu vàng, thân thể tàn phá lung lay như chống đỡ hết nổi nhưng cuối cùng vẫn ổn định thân hình, hơi nhếch môi lên, lộ ra nụ cười quái dị. Mà theo cổ kiếm màu vàng và ngọn lửa màu vàng đồng thời rời khỏi cấm chế đỉnh tế đàn, kim quang chớp động trên trận văn tế đàn trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, mà hỏa diễm kiếm khí dày đặc trong hư không run lên, rồi cũng biến mất không còn tâm tích. Vào lúc này, Hồ Tam, Giao Tam, cùng ba người lôi ngọc sách nhau nhau hiện thân ra. Lồng sáng màu trắng quanh người Hồ Tam và Giao Tam lúc này đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã triệt để bị hủy hoại. Lúc này hai người được một cái mâm tròn màu đỏ sậm bao phủ, toàn thân quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Tình huống ba người lôi ngọc sách thì tốt hơn một chút, quang trận màu vàng quanh người không bị tổn hại, chỉ là kiếm ảnh màu vàng bên trong bị chặt đứt hơn phân nửa sắc mặt lôi ngọc sách và văn trọng trắng bệch như tờ giấy, bộ dạng nguyên khí hao tổn rất lớn. Bất quá hai người nhìn thấy ngọn lửa màu vàng rơi vào tay Hàn Lập, còn cổ kiếm bị Hùng Sơn rút ra, trên mặt càng thêm tái nhợt, đang định nói gì đó. Vào thời khắc này, rắc một tiếng vang trầm từ trong tế đàn màu vàng truyền ra, tựa hồ là thứ gì vỡ vụn. Hàn Lập nghe tiếng, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn chưa kịp làm gì, một trận tiếng thét to lớn từ trong tế đàn truyền ra, phảng phất vô số giọng khàn khàn ngửa mặt lên trời thét dài tràn đầy thanh âm vui mừng vô tận nương theo tiếng thét hắc quang vô cùng lóa mắt từ trong cái khe tế đàn bộc phát ra cả tòa động quật bắt đầu rung mạnh ù ù phảng phất đất nước núi lở tế đàn màu vàng đung đưa mãnh liệt những chỗ khác nứt ra mấy khe hở bên trong bộc phát ra từng đoàn từng đoàn hắc quang hàn đạo hiếu hùng đạo hiếu mau thả vật trong tay các ngươi lại chỗ cũ nhanh mặt lôi ngọc sách vàng như màu đất lên tiếng kinh hô Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng đã sớm thất kinh, nghe lời này trên mặt không khỏi lộ vẻ trần chờ. Hùng Sơn thì tựa như không nghe thấy lời nói của Lôi Ngọc Sách, lão đảo ôm cổ kiếm màu vàng vào trong ngực, đồng thời lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu nuốt vào. Hàn Lập nhìn ngọn lửa màu vàng bên cạnh, hơi cắn răng, đang định phất tay đưa ngọn lửa màu vàng trở về. Vào thời khắc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tế đàn màu vàng bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bắn ra tứ tán, hùng sơn đứng tại đỉnh tế đàn lập tức bị cỗ bạo liệt đột nhiên xuất hiện này đánh bay ra ngoài thật vừa đúng lúc bay tới phía hàn lập tình trạng hùng sơn lúc này cực kém tựa hồ ngay cả phi hành cũng không làm được mặc cho lực bạo tạc trùng kích đánh bay thân thể bất quá tay phải gã vẫn một mực ôm chặt lấy thanh cổ kiếm màu vàng kia một bộ dạng tuyệt không buông ra hàn lập thấy cảnh này phất tay đánh ra một cỗ thanh quang ngăn hùng sơn lại tránh cho gã bị đụng vào vách động phía sau đa tạ hùng sơn cảm tạ hàn lập một tiếng trong thần sắc không có bao nhiêu lòng biết ơn, ngược lại có chút ý đề phòng, ôm chặt cổ kiếm màu vàng vào trong ngực, tựa hồ sợ Hàn Lập sẽ ra tay cướp đoạt. Hàn Lập nhíu mày, cảm thấy hành vi Hùng Sơn lộ ra một tia điên cuồng, hình như có chút khác biệt với tính cách vốn có của gã, nhưng không nói gì thêm, quay đầu nhìn lại tế đàn. Trong tế đàn vỡ vụn giờ phút này hiện ra một quang môn màu đen, đạo đạo hắc quang từ bên trong nổ bắn ra. Lập tức quang môn cuồng thiểm mấy lần, ầm vang vỡ nát, tiếp theo tiếng thét nổi lên từng thân ảnh từ trong tế đàn vỡ vụn bắn ra. Ha ha, lão tử rốt cuộc đã ra, bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc thoát ly chỗ khổ hải này. Tên văn thái tuế kia đâu, mãng thiên la ta thề phải mổ bụng moi tim ngươi, nếu không khó tiêu ức vạn năm thâm cừu này. Từng thân ảnh xuất hiện trong động quật, lơ lửng giữa không chung, trong nháy mắt nhiều đến trăm người, trong miệng phát ra tiếng hô hưng phấn. Hơn trăm đạo thân ảnh này, phần lớn đều có hình người, cũng có một ít nửa người nửa thú, hoặc trực tiếp là hình thú, trên thân hắc khí quay cuồng, chính là ma khí tinh thuần, thình lình đều là người của ma tộc. Hàn lập hơi biến sắc, ánh mắt chấp động, bấm niệm pháp quyết thu hồi chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa, người nhẹ nhàng lui về phía sau, bay vụt đến vách động gần đó, tránh rơi vào thế bốn bề thọ địch. Những người ma tộc này có tu vi đều không yếu, phần lớn đạt đến cấp độ thái ất cảnh, thậm chí trong đó có mấy tên yêu ma có khí tức dị thường khổng lồ, cũng không kém hắn. Hùng Sơn giờ phút này hơi khôi phục một chút nguyên khí, cũng vội vàng lui lại, đứng ở gần Hàn Lập. Bên ngoài thân gã nổi lên một tầng huyết quang, giữa huyết quang chấp động, chỗ vết thương trên người hiện ra đạo đạo tơ máu, quấn giao nhau, vết thương nhanh chóng khép lại. Chỗ hai chân và cánh tay trái bị đứt gấy cũng hiện ra vô số tơ máu mầm thịt, điên cuồng sinh trường. Trong nháy mắt, thân thể Hùng Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt gã trắng bệch vô cùng. Giờ phút này mấy người lôi ngọc sách cũng vội vàng nhẹ nhàng thối lui, ba người lôi ngọc sách đứng chung một chỗ, Hồ Tam và Giao Tam vừa lúc rơi vào bên cạnh Lam Thị Huynh Muội, thần sắc đều ngưng trọng, đồng thời hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Lập và Hùng Sơn. Một đám ma tộc đã phát tiết xong cảm giác hưng phấn, nhìn lại bọn người Hàn Lập, nhe răng ra cười. Hắc hắc, là mấy người các người phá vỡ phong ấn. Một tráng hán thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện đi ra trước đám người, nhìn về phía bọn người Hàn Lập nói. Toàn thân làn da người này có màu đồng cổ, hai bên mặt và trên cằm mọc đầy lông bầm hùng sư, tóc dựng đứng giống như kim sắt, lại phối hợp với cơ bắp mạnh mẽ không gì sánh được phảng phất một đầu sư vương uy vũ quan sát tứ phương bọn người hàn lập bị ánh mắt gã quét qua trong lòng đều run lên không sai chúng ta đều là người kim nguyên tiên vực đánh bậy đánh bạ tới đây không biết chư vị là ai tại sao lại ở nơi đây ánh mắt hàn lập khẽ động ôm quyền nói ra có đúng không vậy thật sự đa tạ rồi để trả thù lao ta cho phép các ngươi trở thành huyết thực của chúng ta giao tinh huyết và hồn phách ra đây ánh mắt tráng hán dâu dài bỗng nhiên sáng lên hai tia yêu dị, khóe miệng nhếch lên vẻ cười hung tàn. Thanh âm chưa dứt, thân thể gã nhoáng một cái, bỗng nhiên kéo dài ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh giống như trường xa, trong nháy mắt bay nhào đến trước người Hàn Lập, trên hai đầu quyền to cỡ bình bát đại thịnh hắc quang, hung hăng nện xuống. Tráng hán dâu dài tựa hồ hiểu rất rõ thói quen chiến đấu của tu sĩ nhân tộc, nhục thể cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, thêm nữa không gian nơi đây có hạn, đột kích khoảng cách gần, so với bất luận bí thuật tiên khí gì đều hữu hiệu hơn. Đáng tiếc lần này tráng hán dâu dài lại tính sai, đối mặt tập kích đột ngột, thân sắc hàn lập lạnh nhạt, thân thể nhoáng lên liền tiêu thất giữa hư không, tiếp đó hiện ra cách đó bảy tám chục trường. Tráng hán dâu dài hơi ngẩn ra, giật mình ngay tại chỗ. Vào thời khắc này, đột nhiên tiếng thét vang lên giống như kinh lôi nổ tung, một đạo kiếm quang màu vàng chừng 5 60 trượng từ trên trời giáng xuống, giống như kinh hồng chém về phía tráng hán dâu dài. Những nơi kiếm hồng màu vàng đi qua, hư không bị chém ra một đạo hắc tuyến thẳng tắp, kiếm ý bén nhọn rét lạnh phô thiên cái địa chém xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian động quật. Tráng hán dâu dài biến sắc, tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong tay trống giống hiện ra một thanh đại chùy màu đen. Cánh tay gã lắc một cái, đại chùy màu đen phát ra tiếng ô ô, hóa thành một đoàn ô quang đánh tới kiếm hồng màu vàng. Chiếc chùy đen của tráng hán dâu dài này không phải ma bảo bình thường có thể so sánh, lúc tu vi gã sơ thành đi du lịch ma vực, ngẫu nhiên gặp một tòa sơn phong do huyền minh ô thiết hình thành, tốn hao cực lớn tâm tư chuyển nó đến một chỗ hỏa mạch trong lòng đất. Gã mượn nhờ hỏa mạch dưới mặt đất nung khô núi này, trước sau hao tốn 10 vạn năm mới nung khô, đẩy tạp chất trong ngọn núi huyền minh ô thiết kia ra ngoài hầu như không còn, hóa thành một khối huyền minh thần thiết tinh khiết. Sau đó tráng hán dâu dài thu thập thêm mấy trăm loại khoáng thạch kim thuộc tính đỉnh cấp, dung nhập vào trong huyền minh thần thiết, lại lấy bí thuật ma tộc cô động rèn vài vạn năm sau, mới luyện chế thành thanh huyền minh thần này. Chùy này nhìn như bình thường, kỳ thực nặng không gì sánh được, tu sĩ thái ất cảnh bình thường không thể nhấc nổi chùy này. Bản thân tráng hán dâu dài vốn có cự lực vô biên, một chùy đánh ra, lực áp phản quân, không thể địch nổi, bất kỳ công kích gì đều có thể một kích đánh bại. Kiếm quang và chùy đen va vào nhau, xoẹt một tiếng vang nhỏ, chùy đen vỡ thành hai mảnh, chỗ vết cắt bóng loáng vô cùng. Kiếm quang màu vàng tùy tiện chém đứt chùy đen, sau đó không ngừng chút nào, tiếp tục bổ xuống tráng hán dâu dài sắc mặt tráng hán dâu dài đại biến, há miệng phun ra một viên châu màu đen. Hắc quang ra khỏi miệng lập tức bục một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một chùm sáng màu đen lớn vài chục trượng, bao phủ thân ảnh tráng hán dâu dài vào trong đó. Kiếm quang màu vàng như điện xẹt tới, chạm lên chùm sáng màu đen. Soạt một tiếng, chùm sáng màu đen lần nữa bị chém thành hai nửa, hai nửa chùm sáng lập tức bị kiếm quang màu vàng mang theo kiếm ý rét lạnh nghiền ép hoàn toàn, hóa thành vô số điểm sáng màu đen phiêu tán, nhưng lại không thấy thân ảnh tráng hán dâu dài đâu kiếm quang màu vàng lóe lên biến mất hóa thành một bóng người chính là hùng sơn vẫn như cố cầm trong tay thanh cổ kiếm màu vàng kia sắc mặt của y như cố tái nhợt nhưng thần sắc lại tràn ngập vẻ hưng phấn mừng rỡ vô cùng nhìn cổ kiếm trong tay trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt tựa hồ trong mắt y giờ phút này chỉ có thanh kiếm này là trọng yếu nhất vì thanh kiếm này có thể liều lĩnh thậm chí vẫn lạc ở đây cũng không tiếc cách đó hơn nghìn trượng hư không chấp động hắc quang, thân ảnh tráng hán dâu dài lóe lên hiện ra. Giờ phút này sắc mặt y hơi tái, tựa hồ vẫn bị một kiếm kia đả thương nguyên khí, bất quá y không để ý đến những thứ này, nhìn về phía trụy đen bị chém thành hai nửa, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc. Huyền minh thần trụy bị phá hủy như vậy, đã không cách nào dùng được nữa, cũng may vật liệu không triệt để hủy hoại, còn có thể một lần nữa luyện chế lại, bất quá không biết phải phí bao nhiêu năm tháng. Đại hoang cổ kiếm, Tráng hán dâu dài quay đầu nhìn về phía cổ kiếm trong tay Hùng Sơn, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hùng Sơn một kiếm nhẹ nhõm hủy đi chùy đen của tráng hán dâu dài, lại càng hiểu rõ thêm cổ kiếm trong tay, càng thêm hưng phấn. Ha ha, ma tộc tặc tử, lấy oán trả ơn, xem kiếm. Gã hét lớn một tiếng, sau đó trên đại hoang cổ kiếm tỏa ra kiếm quang lóa mắt, bao phủ thân thể gã vào trong đó. Kim quang lóe lên, Hùng Sơn và đại hoang cổ kiếm đồng thời biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng dài trăm trượt, lần nữa chém tới tráng hán dâu dài. Kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, càng bộc phát ra âm thanh âm bạo cuồn cuộn, phảng phất vạn mã đang lao đến với thế không thể đỡ. Chương 1089, ngoài dự liệu. Thằng nhãi danh muốn chết à, chỉ là một tiểu kim tiên cũng muốn dựa vào một mẩu tiên kiếm ra oai hay sao? Về nhà tu luyện thêm 100 vạn năm nữa đi. Tráng hán dâu dài dường như bị thái độ kiêu ngạo của Hùng Sơn chọc giận, trong tay gã lóe lên một đạo hắc quang, lập tức hiện ra một thanh trường đao có hắc khí quấn quanh. Trên chuôi đao chạm khắc một cái đầu lâu dữ tợn, nhìn giống người nhưng không phải người, giống thú nhưng không phải thú. Thân đao dài và hẹp, trên thân đao khắc hoa văn hình lôi điện, hắc sắc điện hồ lúc ẩn lúc hiện nhảy nhót bên trên, phát tán ra uy thế còn đáng sợ hơn cả huyền minh thần trùy. Cánh tay gã vùng mạnh lên, hung hăng bổ xuống một đao. Vù vù, vô số hắc khí từ trên trường đao màu đen phun ra, hóa thành một đám mây đen cuốn tới vệt cầu vòng kiếm vàng, đồng thời gần trăm sợi tơ lôi điện màu đen từ trong bắn ra sau đó mãnh liệt hợp lại một chỗ bùm một tiếng nổ lớn vang lên lôi quang màu đen hiện lên tiếp theo một con lôi sư màu đen to bằng cái nhà dương nhanh múa vuốt hiện ra bốn chân nó như bay bổ nhào tới vệt cầu vồng kiếm vàng trước mặt một cỗ lực lượng hỗn hợp ba động lôi chi pháp tác âm lãnh và cuồng bạo từ trên người lôi sư truyền ra những nơi nó đi qua tiếng nổ vang đầy trời chấn nhiếp nhân tâm hùng sơn biến thành cầu vồng kiếm đối mặt với thanh thế như vậy nhưng tốc độ không giảm chút nào cảm giác như gã muốn liều chết đánh cược một lần sau một khắc cầu vồng kiếm và lôi sư ầm ầm va vào nhau ánh sáng hai màu một vàng một đen bỗng nhiên bộc phát xung đột kịch liệt trong khoảnh khắc này cả động quật đều rung động kịch liệt nhưng trên vách đá xung quanh động quật đều bố trí cấm chế trên vách động lúc này lộ ra một tầng kim quang bên trên tuy rằng hiện ra vô số vết nứt nhưng không sụp đổ một âm thanh xoẹt thanh thúy vang lên lôi sư màu đen cuối cùng bị chém thành hai nửa ầm ầm tan rã một lần nữa hóa thành từng sợi tơ lôi điện màu đen bắn ra từ phía tráng hán dâu dài thân thế chấn động mạnh hai chân liên tiếp đạp lui lại thân hình lúc này mới đứng vững trên mặt hiện ra vẻ khó tin tuy vậy bị phản chấn từ lôi điện pháp tác do lôi sư phát ra cầu vồng kiếm vàng cũng lóe lên biến mất hùng sơn lúc này loạng choạng ngã xuống sắc mặt trắng thêm vài phần so với lúc trước nhưng trong mắt gã vẫn tràn ngập vẻ hưng phấn như trước hàn lập đứng cách đó không xa sau khi chứng kiến cảnh này trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hùng Sơn chẳng qua chỉ có tu vị kim tiên hậu kỳ có thể dựa vào thanh đại hoang cổ kiếm vừa lấy được khi nãy mà phá được công kích của tráng hán dâu dài có tu vị thái ất hậu kỳ, từ đầu đến cuối lại còn chiếm thế thượng phong. Lúc trước dựa vào ba động pháp tắc do đại hoang cổ kiếm tản mắt ra, hắn dự đoán kiếm này chắc là tiên khí tứ phẩm, hiện tại xem ra đại hoang cổ kiếm kia chỉ sợ là một kiện tiên khí tam phẩm. Hàn lập liếc mắt nhìn đại hoang cổ kiếm, trong lòng âm thầm hâm mộ không ngừng không biết khi nào hắn mới có một kiện tiên khí uy lực cường đại như vậy lại còn có thể dung hợp hoàn mỹ với pháp tắc bản thân tráng hán dâu dài giao thủ với hàn lập và hùng sơn nhanh như thiểm điện người của ma tộc lúc này mới kịp phản ứng lại nói người của ma tộc vốn đối địch với tu sĩ tiên vực hơn nữa trời sinh đã căm thù nhân tộc đặc biệt những kẻ này còn bị thái tuế tiên tôn nhốt ở đây đã không biết bao nhiêu năm trong lòng sớm đã chất chứa vô số căm hận lập tức nhao nhao ra tay lao đến chém giết đám người hàn lập Tuy nhiên không phải tất cả người ma tộc đều ra tay với bọn Hàn Lập, một nửa trong số đó tuy rằng oán hận đám người Hàn Lập, nhưng lại quan tâm tới việc thoát khỏi tuế nguyệt tháp hơn nên không lãng phí thời gian ở chỗ này, lập tức hóa thành từng đạo hắc quang bay về phía trước động quật, trực tiếp ly khai. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra. Chẳng qua hắn cũng không để ý nhiều đến những kẻ đã bỏ đi kia, bởi vì có 7-8 tên ma tộc đang hùng hùng hổ hổ đánh giết đến đây. Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ lãnh lẽo, phất tay áo lên, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm từ trong bay ra. 36 thanh phi kiếm nhoáng lên một cái biến thành mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng. Trên mỗi đạo kiếm quang đều chấp động lôi điện màu vàng, bộc phát ra âm thanh lôi điện gào rít kinh người, phô thiên cái địa chém thẳng xuống mấy kẻ phía đối diện. 78 tên ma tộc này đều tu luyện công pháp âm thuộc tính, bọn chúng cảm thấy ma khí trên người bị lôi điện pháp tắc trên thanh trúc phong vân kiếm khắc chế khá nhiều, lập tức cả kinh, đang muốn tìm cách phòng ngự trong lúc đám người ma tộc đang chú ý đến kiếm quang đầy trời hàn lập ánh mắt lạnh lẽo hai tay bấm niệm pháp quyết chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên hiện ra khẽ xoay tròn một gợn sóng màu vàng cực lớn từ trong tràn ra nháy mắt đã tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng xung quanh đám ma tộc kia không ngờ đến chuyện này lập tức đều bị gợn sóng màu vàng bao phủ thân thể lập tức dừng lại tại chỗ không cách nào mảy may nhúc nhích sau một khắc mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng rơi xuống nhanh như thiểm điện lướt qua bọn chúng rạch một đường đi qua sau đó pháp quyết trong tay hàn lập vung lên chân ngôn bảo luân và gợn sóng màu vàng lóe lên biến mất bùm 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 thân thể bảy tám tên ma tộc lập tức nổ tung biến thành một đống thịt vụn nguyên anh và thần hồn đều không chạy thoát bị kiếm khi sắc bén xoắn nát bấy sau đó biến thành hư vô trong lôi quang màu vàng hắn liên tiếp thi pháp cực nhanh chân ngôn bảo luân hiện ra rồi biến mất chỉ trong tích tắc nên hầu hết mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên thấy bảy tám tên ma tộc thái ất cảnh cứ vậy mà chết đi những tên ma tộc ở gần chỗ đó thấy cảnh này, lập tức rối loạn, động tác trong tay nhanh chóng dừng lại, trong mắt không ít kẻ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đám người lôi ngọc sách thấy vậy cũng cả kinh, Hàn Lập không thèm để ý đến mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn hắn, bên ngoài cơ thể lại lóe lên lôi quang màu vàng, cả người trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết, sau đó một khắc đã hiện ra cách chỗ cũ hơn nghìn trường. Hắn không nói một lời, một tay bấm pháp quyết, chân ngôn bảo luân lại hiện ra, gợn sóng màu vàng lập tức tràn ra, trước mắt đã bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, bao quanh tám chín tên ma tộc. Tay còn lại bấm pháp quyết phung lên, mấy trăm đạo kiếm quang lần nữa bay vụt tới, mãnh liệt vạn xoắn, như máy xay nghiền nát tám chín tên ma tộc thành thịt vụn. Hàn lập một hơi giết chết hơn 10 tên ma tộc thái ất cảnh dễ như trở bàn tay khiến đám người ma tộc còn lại trong mắt hiện ra một tia sợ hãi nhìn về phía hàn lập, nhao nhao tránh xa như gặp rắn rết. Hàn lập sắc mặt không đổi, bên ngoài cơ thể lóe lên lôi quang màu vàng, đang định thi triển lôi độn thuật đuổi theo đúng lúc này liên tiếp có tiếng sấm nổ vang chỉ thấy một mảnh lôi điện đen kỳ cực lớn đang tán loạn trong không trung sau đó một cái lôi điện linh vực màu đen bất ngờ hiện ra ầm ầm bao phủ xuống dưới bên trong linh vực màu đen tráng hán dâu dài đứng thẳng ánh mắt âm u lạnh lẽo như hàn băng mà giờ phút này ở phía xa xa hùng sơn đang bị mấy tên ma tộc thái ất cảnh ngăn trở lao vào nhau chém giết một hồi lúc trước gã đoạt được trọng bảo nhất thời hưng phấn liên tục thúc giục đại hoang cổ kiếm thi triển ra đại thần thông mạnh mẽ khiến cho nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hơn nửa, gần như đã cạn sạch. Lúc này đành phải sử dụng một ít thủ đoạn tổn thương nguyên khí đánh nhau với mấy tên ma tộc thái ất cảnh kia, vì vậy gã vô lực ngăn cản tráng hán dâu dài. Hàn lập bị lôi điện linh vực màu đen bao phủ, lôi quang màu vàng bên ngoài cơ thể như băng tuyết gặp lửa nóng, trong nháy mắt tuyết tan băng chảy khiến sắc mặt hắn không khỏi khẽ biến không chỉ có lôi quang màu vàng trên người hắn mà lôi điện chi lực trên thanh trúc phong vân kiếm đang xoay quanh người hắn cũng trong chớp mắt ảm đạm đi mấy lần, chỉ còn lại một chút yếu hơn cả lôi quang. Tiểu tử, mặc kệ thân phận của ngươi bên ngoài là ai, hôm nay đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây. Trên mặt tráng hán dâu dài ngập tràn vẻ dữ tợn, sau khi dùng linh vực bao phủ hàn lập, lập tức giống to một tiếng, trường đao màu đen trong tay bay lên bổ xuống. Lập tức trên trường đao màu đen bắn ra 150 sợi tơ lôi điện pháp tắc, quấn lấy nhau lôi quang đen kịt lập tức lóe lên những sợi tơ lôi điện pháp tắc hóa thành một con ngũ chảo lôi long màu đen từ trên người nó bộc phát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ hơn xa lôi sư màu đen lúc trước thân thể ngũ chảo lôi long khẽ lắc một cái hóa thành một đạo điện quang màu đen bắn ra trong tích tắc lao vụt đến đỉnh đầu hàn lập long chảo khổng lồ biến thành một cái móng vuốt hình thù quái dị hung hăng bổ xuống một chảo bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại tựa như cả bầu trời cũng bị một chảo của lôi long chụp xuống lập tức sụp đổ. Tráng hán dâu dài dường như vừa thi triển ra một loại thần thông gia tốc giống như nghịch chuyển chân luân, các động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn lập vừa mới chú ý tới linh vực lôi điện màu đen đang bao phủ lập tức thì long chảo khổng lồ của ngũ chảo lôi long đã đến trước người. Trong lòng hắn cả kinh, chỉ kịp đánh vào hư không một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, một đạo quyền ảnh màu vàng như thực chất lăng không hiện ra, kéo theo một vệt ánh sáng màu vàng thật dài, oanh kích lên long chảo màu đen. Bên trong quyền ảnh từng cỗ man lực bắt đầu tuôn ra, những nơi nó đi qua hư không bị nghiền nát, hiện ra vô số vết rách. 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm bên cạnh hắn cũng bắn ra theo quyền ảnh, rồi quay tít một vòng trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm liên màu xanh lớn gần một mẫu, bên trong có vô số kiếm ảnh cuồn cuộn ba động, chắn trước người hắn. Ngũ chảo lôi long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm, hắc khí quấn quanh long chảo tăng vọt, hung hăng chụp xuống phía trên quyền ảnh màu vàng. Xoẹt một tiếng, quyền ảnh màu vàng bị ngũ chảo lôi long chụp xuống, giống như giấy mỏng bị xé rách một cách đơn giản. Long chảo màu đen vẫn không ngừng lại, ngay sau đó chụp lên trên kiếm liên màu xanh. Thanh trúc phong vân kiếm chính là bản mệnh tiên khí của Hàn Lập, tuy lúc này bị linh vực áp chế, lôi điện pháp tắc không triển khai được mấy phần uy lực, nhưng bản thân thanh trúc phong vân kiếm cũng có uy năng rất mạnh, khi tạo thành kiếm liên càng không thể so sánh với lúc bình thường, hơn xa đạo quyền ảnh kia long chảo màu đen chụp xuống kiếm liên màu xanh lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm liên màu xanh liên tục chớp động hai cái, cuối cùng cũng bị phá vỡ, bạo liệt nổ tung. 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm lần nữa bị đánh bay ra bốn phía. Long chảo màu đen thoáng chút dừng lại, sau đó tiếp tục hung hăng chụp xuống Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử trong mắt mãnh liệt co rụt lại. Nhưng hắn mong muốn chính là khoảng khắc chỉ trong nháy mắt rồi biến mất này, chỉ thấy trên người hắn kim quang đại thinh, một tầng linh vực màu vàng hiện ra, mở rộng ra xung quanh, chớp mắt đã bao phủ cả ngũ trảo lôi long vào bên trong. Đồng thời sau lưng hắn lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luân cũng lập tức hiện ra, bắt đầu xoay tròn. Trong thoáng chốc, vô số gợn sóng màu vàng hiện ra bao phủ ngũ trảo lôi long. Không chỉ vậy, bên cạnh chân ngôn bảo luân cũng lóe lên kim quang, đoạn thời hỏa bả lập tức xuất hiện, trong nháy mắt mở ra đoạn thời hỏa cảnh bao phủ lôi long. Bị thời gian linh vực, chân ngôn bảo luân và đoạn thời hỏa cảnh của Hàn Lập bao phủ Mặc dù uy năng của Ngũ Trảo Kim Long có lớn hơn gấp 10 lần cũng phải chấp nhận bị ngưng kết tại chỗ trong nháy mắt, hoàn toàn không thể nhúc nhích